Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 7. Cao Minh, ngài thật cao minh, tại sao trước kia tôi không nghĩ ra biện pháp này kia chứ, sư phụ không hổ là sư phụ. Hai mắt Dư Hồng Văn sáng ngời, sự ngưỡng mộ dành cho Lục Vân thậm chí còn sâu sắc hơn. Vốn tưởng rằng sư phụ chỉ giỏi châm cứu, ai ngờ ngay cả kiến thức về dược lý cũng giỏi đến như vậy. Dư Hồng Văn lúc này chỉ muốn hét lên, sư phụ thật cao minh, xin hãy nhận một lạy từ kẻ hè mọn này. Lục Vân cười nói, Dư tiên sinh lĩnh hội cũng tốt, tôi chỉ vừa nói qua một chút mà ông đã lĩnh ngộ được điểm mấu chốt trong đó. Là sư phụ dạy tốt, là do ông có ngộ tính tốt. Không, 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 là do sư phụ dạy tốt hơn. Hai người bọn họ cứ khen nhau một hồi, khiến Thẩm Kim Hoa ở bên cạnh mở to hai mắt như con chó ngốc. Hai sư đồ các người thật là không biết xấu hổ. Sau khi uống thuốc, Thẩm Kim Hoa đưa một tấm danh thiếp mạ vàng cho Lục Vân, nói, Lục tiên sinh, trước kia tôi không có mắt nhìn đã lỡ xúc phạm cậu. Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào cậu có cơ hội đến thủ phủ tỉnh, cậu có thể đến tìm tôi sẽ tiếp đãi cậu chu đáo nhất có thể. Lục Vân thản nhiên cầm lấy danh thiếp, cẩn thận nhìn sắc. Mặt của Thẩm Kim Hoa, nói tôi vốn không định nói nhiều, nếu như Thẩm tiên sinh đã có thành ý như vậy, nên tôi sẽ nói vài lời, sắp tới hãy chú ý nhiều hơn đến những người xung quanh ông. Thẩm Kim Hoa sững sờ một lúc, tại sao Lục Thần Y lại nói như vậy? Bởi vì tôi nhìn thấy giữa lông mày của ông có tà khí. Tà khí? Thẩm Kim Hoa lập tức giật mình. Lục Vân gật đầu nhẹ, không nhiều lời nữa, chỉ để lại số điện thoại của mình cho ông ta. Nếu cảm thấy có gì không ổn, ông có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, đương nhiên, chuyện tôi có nhận hay không lại là chuyện khác. Cảm ơn, Lục Thần Y. Thẩm Kim Hoa rời khỏi Hạnh Lâm Đường với lòng đầy biết ơn. Sư Hồng Văn lại tò mò hỏi, sư phụ, tà khí mà người vừa đề cập là gì vậy? Bản thân ông cũng là lão trung y, giỏi nhất là nhìn, nghe, ngửi và hỏi. Thông qua kiểm tra bệnh, ông không thấy trên mặt Thẩm Kim Hoa có gì đó không ổn, chỉ là mí mắt có chút sưng lên mà thôi. Lục Vân nhìn ông ấy thật sâu rồi lại nói, chuyện này nên giải thích như thế nào đây, dù sao ông cứ hiểu nó là vận xui đi. Sư Hồng Văn thốt lên, sư phụ vẫn có thể xem tướng sao, thật lợi hại. Ông cũng không tệ. Không, 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 sư phụ vẫn là lợi hại nhất. Vài ngày tiếp theo mọi chuyện đều bình an vô sự, Lục Vân cũng có chút thời gian rảnh rỗi đến Hạnh Lâm Đường, giúp đỡ xem bệnh. Đương nhiên, niềm vui lớn nhất của hắn chính là dạy châm pháp cho chị hai. Không thể không nói, khả năng học châm pháp của Lâm Thanh Đàm thực sự rất đáng sợ. Không chỉ học được cửu chuyển hồi dương châm và quỷ môn thất thấu kim, mà còn từ trên người Lục Vân luyện ra được hai kỹ thuật châm cứu mới. Dư Hồng Vân ghen tị đến mức thiếu chút nữa là lật bàn. Vài ngày sau, Diệp Khuynh Thành tìm gặp Lục Vân và nói, chị Bình gọi điện tới, vào lúc 12 giờ trưa ngày mai, cô ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc tại Hương Lâu ở thủ phủ tỉnh, cô ấy nói rằng muốn chị đưa em đi cùng. Chị ấy nói muốn mang em đi cùng. Lục Vân vốn có ý định đến thủ phủ tỉnh cùng với chị Khuynh Thành, khi nghe được câu này trong lòng hắn cảm thấy hơi lo lắng. Trương Bình a, Trương Bình, mục đích của cô cũng quá rõ ràng rồi. Bổn vương là loại người gì mà một người hâm mộ thô tục như cô có thể nghĩ đến kia chứ? Hửm. Lục Vân kiêu ngạo cứ hất hất đầu lên và nói, đi thì đi, em cũng muốn gặp người phụ nữ đó, rốt cuộc chị ta muốn gì? Bốp. Diệp Khuynh Thành vỗ vào sau đầu hắn một cái và tức giận nói, em đang phát điên cái gì vậy? Sáng sớm hôm sau, Lục Vân lái chiếc Bugatti Veyron của mình ra ngoài và đậu nó trong sân. Diệp Khuynh Thành nghi ngờ hỏi, hôm nay lái xe của em đi à? Không, chị lái chiếc Porsche của chị, chúng ta mỗi người một chiếc. Em lại phát bệnh gì vậy? Diệp Khuynh Thành lẩm bẩm, sau đó cô nhìn thấy Lục Vân trở về nhà kho với một chiếc 28 thanh sao. Nó sắp được nhét vào cốp của chiếc xe thể thao đang đậu kia. Sao là chiếc xe đạp thời xưa có 28 thanh? Diệp Khuynh Thành sắc mặt âm trầm hỏi, em lại làm sao? Vậy, cốp của mấy chiếc xe thể thao này đều ở phía trước, không gian quá nhỏ, không thể để vừa chiếc xe đạp của em. Chị đang hỏi em, rốt cuộc em muốn làm gì với chiếc xe đạp đó? Diệp Khuynh Thành cũng bó tay. Từ sau khi Trương Bình xuất hiện, người em trai này cũng trở nên bất thường. Không biết đầu óc của hắn có bị chập mạch gì không nữa.
Nhưng Lục Vân lại cười nói, chiếc 28 thanh này là bảo bối của em, đương nhiên là phải mang theo. Hẳn sẽ không để chuyện như lần trước xảy ra một lần nào nữa. Lần trước hẳn đi cùng chị Khuynh Thành đến tỉnh Ly mà có mang theo một ít thần khí để giảm sức lực, thì có thể chạy về Giang Thành sớm một chút rồi, tất nhiên cũng có thể sớm giải quyết rất nhiều phiền phức. Đây là biện pháp để Lục Vân ứng phó với tình huống khẩn cấp. Được, được, đừng lái xe thể thao nữa, đem xe đạp của em đặt ở ghế sau xe Porsche của chị là được. Diệp Khuynh Thành xoa xoa trán tỏa vẻ bất lực, rồi thỏa hiệp nói. Từ Giang Thành lái xe lên tỉnh, nếu đi ô tô với tốc độ cao thì sẽ mất không quá 2 giờ. Vì thế hai người xuất phát lúc 9 giờ sáng, lúc tìm được đến Tụ Hương Lâu thì cũng chỉ mới gần 11 giờ rưỡi thôi, nói chung cũng đến sớm nửa tiếng. Ấy vậy mà Trương Bình đã sớm đứng đợi ở bên ngoài từ lâu. Khi vừa nhìn thấy hai người, Trương Bình liền nhiệt tình nói. Tiểu Diệp à, chị đã bao chọn phòng ăn số 1 rồi, để phục vụ đưa hai người đến phòng đó trước nhé, chị phải đứng cửa đợi người một lát, giám đốc Kim cũng sắp tới rồi. Vâng. Diệp Khuynh Thành gật đầu, hai người tiến vào phòng riêng trước. Khoảng chừng 10 phút sau, Trương Bình cuối cùng cũng đi vào, không những thế còn đang nói chuyện và cười đùa với một người đàn ông khác. Tiểu Diệp à, mau lại đây để chị giới thiệu cho em, vị này chính là Kim Chí Thành, cũng là ông chủ của tập đoàn Kim Thị. Giám đốc Kim à, đây chính là chị em tốt của tôi, cô ấy tên Diệp Khuynh Thành. Trương Bình cười cười giới thiệu. Kim Chí Thành liếc nhìn Diệp Khuynh Thành và nói. Tôi đã đọc qua hồ sơ của cô rồi. Diệp Khuynh Thành vội vàng đứng dậy, bắt tay Kim Chí Thành một cách vô cùng lịch sự và nói. Xin chào Giám đốc Kim, rất cảm ơn anh vì đã dành ra chút thời gian để tới gặp tôi. Không sao, thứ nhất, tôi đồng ý lời đề nghị này cũng là vì nể mặt Trương Bình, còn thứ hai chính là, tôi khá chú ý đến sự phát triển gần đây của công ty cô và tôi nghĩ rằng năng lực quan hệ công chúng của công ty cô thực sự rất tốt. Mấy ngày nay không còn lướt được một tí tin xấu nào bôi nhỏ tập đoàn Khuynh Thành nữa, nhìn thấy điều này Kim Chí Thành lại cho rằng đều là nhờ vào bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Khuynh Thành khá hùng hậu. Có nghĩa là ông ta hoàn toàn tin rằng Diệp Khuynh Thành có quan hệ đặc biệt gì đó với Nam Giang Vương. Chứ không thì làm sao cô có thể gây dựng tập đoàn Khuynh Thành trở thành một công ty hàng đầu của Giang Thành khi tuổi đời mới còn trẻ như vậy được. Còn Diệp Khuynh Thành bên này, cô cũng hơi thay đổi sắc mặt, dường như cũng thầm biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng cô không giải thích bất cứ điều gì, vì cô biết rằng vấn đề đó của cô thực sự rất phức tạp để giải thích. Và lại, điều quan trọng nhất là ngay cả bản thân cô còn không hiểu nổi vì sao Trần Gia lại chủ động làm sáng tỏ sự thật nữa chứ đừng nói là người khác. Hai người họ lại ngồi xuống ghế. Trương Bình ngồi bên cạnh Diệp Khuynh Thành, nắm lấy tay cô và nói. Tiểu Diệp tử à, ngày đó không phải em từng hỏi chị sao lại chia tay với người yêu sao, thực ra là do chị là người chủ động nói chia tay trước đó. Chị là người đề nghị chia tay trước sao? Trương Bình khẽ thở dài một hơi. Sau đó cả người cô ta như rơi vào những dòng hồi ức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ta cũng từng là một thiếu nữ mơ mộng những chuyện tình đẹp, cứ tưởng có thể ở bên bạn trai cũ đến hết đời, nhưng sau khi rời khỏi môi trường đại học, cô ta mới nhận ra chuyện không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Công việc, rồi kết hôn, tiền xe tiền nhà, tiền ăn, đủ thứ tiền cùng áp lực đồn dập đè nặng lên đôi vai gầy yếu khiến cho khao khát về một tình yêu của Trương Bình nhanh chóng bị cuốn trôi. Tình yêu dù có bền chặt đến đâu cũng không là gì khi đứng trước cơm áo gạo tiền. Vì thế trong một lần cô cùng bạn trai cũ cãi cọ vì vấn đề xính lễ, Trương Bình đã đề nghị chia tay, rồi sau đó lao vào công việc như một con thiêu thân, lao vào vòng tay của công ty, và cũng ở đây cô ta quen được chồng mình hiện tại. Yêu bạn trai cũ của chị. Nhưng anh ấy lại không cho chị một cuộc sống mà chị muốn, với lại gia cảnh chị cũng bình thường, cho nên chị không muốn phải chịu đựng những điều như thế này một lần nữa. Sau khi Trương Bình gả cho sếp mình, càng ngày cô ta càng cảm thấy việc mình bỏ người yêu cũ kia là vô cùng sáng suốt, hiện giờ cô ta đã là một bà chủ giàu có, muốn gì được. Nấy, nhìn thấy một thỏi son mình thích cũng không còn chần chừ lâu nữa. Kể cả khi sau này phát hiện ra chồng mình nuôi rất nhiều phụ nữ bên ngoài nhưng Trương Bình cũng không quá tức giận. Bởi vì bản thân cô ta cũng nuôi rất nhiều trai bao bên ngoài. Vợ chồng họ bây giờ ai cũng chơi theo cách của mình, ông ăn chả bà ăn nem nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hôn nhân của bọn họ. Sau khi nghe Trương Bình thú nhận điều này,
Diệp Khuynh Thành cảm thấy khá nể nhưng cũng phải nhíu mày. Chị Bình à, sao tự nhiên chị lại nói với em những điều đó vào lúc này chứ? Vì chuyện vợ chồng họ, hay là cô ta thì cũng là vấn đề liên quan tới tam quan của Trương Bình, việc về cô ta cô cũng không phân định đúng hay sai được, cũng chẳng tiện đánh giá, nhưng điều cô không thể hiểu được chính là, sao Trương Bình có thể nói ra những điều này khi đang trong phòng riêng chứ? Phải biết là Kim Chí Thành mới là nhân vật chính trong bữa tối hôm nay. Nhưng Trương Bình nói năng một hồi lại trực tiếp khiến cho Kim Chí Thành gạt sang một bên, càng kỳ lạ hơn nữa chính là Kim Chí Thành lại không tức giận và mặc kệ không xen vào. Ông chủ của tập đoàn Kim Thị lại tốt tính như vậy sao? Trương Bình vỗ vào tay Diệp Khuynh Thành và nói đầy ẩn. Tiểu Diệp à, chị chỉ muốn nói với em là đàn bà con gái ấy mà, nhất định phải biết nắm bắt cơ hội, lựa chọn người tốt còn hơn là làm việc chăm chỉ kiếm tiền. Diệp Khuynh Thành bấy giờ mới chán nản hiểu ra. Không phải chỉ muốn nói với cô rằng hãy trân trọng cơ hội gặp mặt này thôi sao, thế cần gì phải vòng vo tam quốc làm gì cho mệt, thật kỳ cục hết sức. Đương nhiên cô không nói ra khỏi miệng mấy lời này, vì cô sợ làm Trương Bình không vui, dù sao bữa tối hôm nay. Cũng là do Trương Bình tạo điều kiện để mời giám đốc Kim đến gặp mặt, cho nên Diệp Khuynh Thành vẫn rất cảm kích cô ta. Tôi biết hôm nay mọi người đều lái xe tới đây, cho nên tôi nghĩ mọi người không nên uống rượu đâu, Diệp Tử à. Em dùng đồ uống này thay rượu đi, mau đến nâng ly chúc rượu giám đốc Kim đi. Trương Bình lấy ra một chai nước cam lớn từ dưới bàn, sau đó rót cho Diệp Khuynh Thành một ly. Diệp Khuynh Thành không mảy may nghỉ ngờ, cô đứng dậy và nói với Kim Chí Thành. Đúng là tôi nên mời giám đốc Kim trước một ly, cảm ơn giám đốc Kim đã cho tôi cơ hội để có cuộc gặp gỡ này. Kim Chí Thành nghiêm túc mà gật đầu. Mãi cho đến khi cô một hơi dốc sạch thứ nước trong ly kia thì trong mắt anh A bỗng hiện lên cái nhìn đầy khác lạ, trông như bất ngờ cộng hứng thú. Lúc này, Lục Vân đột nhiên cười nói với Trương Bình, chị Bình à, chúng ta cũng uống một ly nhé. Được. Trương Bình đột nhiên lộ ra vẻ phấn khích, cô ta thực sự muốn Lục Vân uống với mình. Bởi hai chai kia chắc chắn có vấn đề. Về phần Kim Chí Thành. Thực sự thì khi nhìn thấy thông tin của Diệp Khuynh Thành, Kim Chí Thành đã có ý định xấu, bởi vì một người phụ nữ chụp ảnh mặt mộc thôi đã đẹp như vậy rồi thì nhất định người thật phải tuyệt vời hơn nữa. Và sự thật đã chứng minh điều đó. Nhưng Kim Chí Thành lại không thể hiện sự vồ vập của mình ngay lập tức mà rất khéo léo từ chối yêu cầu gặp mặt lần đầu của Diệp Khuynh Thành, anh ta quyết định dàn dựng một sự khó khăn cho cô chùn bước chút. Sau đó, Kim Chí Thành biết Trương Bình là bạn cùng phòng thời đại học của Diệp Khuynh Thành. Vì vậy anh ta đã chủ động tìm Trương Bình và nhờ cô ta tổ chức bữa tối hôm nay, trong khi bản thân anh ta sẽ giả vờ miễn cưỡng lắm mới đến đây. Bằng cách này, Diệp Khuynh Thành sẽ càng trân trọng cơ hội khó có được này, và dễ dàng buông lỏng cảnh giác hơn. Vừa rồi để lấy thiện cảm từ Diệp Khuynh Thành, Trương Bình đã kể cho cô nghe những trải nghiệm của cô ta đã từng trải qua. Cốt là để kiểm tra giới hạn của Diệp Khuynh Thành. Nhưng phát hiện ra rằng Diệp Khuynh Thành như thể không hiểu ý tứ trong câu chuyện của cô ta lắm, vì thế cô ta đành phải lấy đồ uống có tẩm thuốc ra cho cô uống, nói một cách dễ hiểu, đây chính là Hồng Môn Yến. Đây là một vỡ Hồng Môn Yến bản hiện thực, từ chuyện Trương Bình mở tiệc đến Kim Chí Thành là hung thủ phía sau màn, còn Lục Vân chỉ thuần túy là ngoài ý muốn. Ban đầu Trương Bình căn bản không suy xét đến nhân vật này, là ngày đó gặp được hắn ở biệt thự Lục Nhân nên mới nổi lên dục vọng. Không sai, Trương Bình nổi lên dục vọng, cho nên trước bữa tiệc hôm nay, cô ta đã cố ý gọi điện thoại dặn dò Diệp Khuynh Thành nhất định phải dẫn Lục Vân theo. Hiện giờ đã uống xong đồ uống, cơ bản xem như đã tóm. Gọn được hẳn. Trương Bình ngồi xuống bên cạnh Lục Vân, khi nói đùa còn cố ý cười run rẩy hết cả người rồi dựa sát vào Lục Vân. Lục Vân làm bộ không biết. Qua nửa khách, Diệp Khuynh Thành bỗng thở nhẹ một tiếng và nói, kỳ quái, sao hôm nay nóng như vậy? Chỉ thấy trên má cô đã hiện ra hai vệt đỏ mê người, Trương Bình cũng như thế. Vừa rồi cô ta chủ động uống một ly nước chanh với Lục Vân, vật chất bên trong đã bắt đầu phát tác. Đôi mắt của Kim Chí Thành dán chặt vào Diệp Khuynh Thành, dáng người, khuôn mặt và hai vệt đỏ ửng tuyệt đẹp trên đó thật là quá hấp dẫn. Sốt của Kim Chí Thành cũng không diễn nổi nữa, lúc anh A chuẩn bị ra tay lại giật mình, bởi vì đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ ra mình đã xem nhẹ một người. Đó chính là Lục Vân, chỉ thấy Lục Vân mang theo vẻ mặt trêu tức mà nhìn anh A, biểu cảm kia muốn tỉnh táo bao nhiêu có tỉnh táo bấy nhiêu. Không phải anh đã uống nước chanh rồi sao? Kim Chí Thành khó hiểu mà hỏi.
vừa rồi rõ ràng anh ta đã thấy Lục Vân và Trương Bình cùng uống nước chanh, sao Trương Bình đã phát tác hiệu quả của thuốc mà Lục Vân lại không chuyện gì cả. Tất nhiên Lục Vân không có khả năng nói cho anh ta biết chút thuốc này đã sớm bị chân khí trong cơ thể mình luyện hóa. Kim Chí Thành, anh diễn cũng giống thật, Lục Vân cười lạnh và nói. Kim Chí Thành hơi biến sắc, sau đó ánh mắt bỗng chợt lóe, anh ta nói, người anh em, hai ta đều là đàn ông, đừng dối trá như vậy, con nhỏ này trông xinh đẹp thế này, chẳng lẽ anh không có ý gì? Huống chi, nếu nó chịu làm tình nhân cho người khác thì bản thân cũng không phải người đứng đản gì. Đến bây giờ anh ta còn tưởng rằng Diệp Khuynh Thành và Nam Giang Vương có quan hệ đặc thù. Nhưng Kim Chí Thành còn chưa nói xong lại đột nhiên nghe tiếng nói lạnh như băng của Lục Vân vang lên, ai cho mày lá gan bôi nhọ chị của tao? Lục Vân không muốn nghe nhất chính là người khác bôi nhọ sự trong sạch của các chị mình, sắc mặt hẳn lập tức lạnh đi, tiến lên đá Kim Chí Thành ngã lăn, sau đó giơ một cây kim châm thật dài đâm vào huyệt vị nào đó trên người anh ta. Ây ai thằng chết tiệt, mày làm gì tao vậy? Kim Chí Thành kêu thảm thiết một tiếng, hoảng sợ nói. Lục Vân cười lạnh và nói, rất nhanh mày sẽ biết. Lúc này, Trương Bình khô nóng mà nhích lại gần Lục Vân, kết quả lại bị Lục Vân dùng ánh mắt lạnh như băng dọa lui. Cút! Ánh mắt này làm Trương Bình như rơi vào hầm băng, hơi tỉnh táo lại một lát, nhưng rất nhanh lại mất đi lý trí dưới tác dụng của dược hiệu. Cô ta không dám trêu chọc Lục Vân nữa, mà lại xé rách quần áo nhào về hướng Kim Chí Thành. Trong giây lát, Kim Chí Thành phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Ây ai mày là đồ ma quỷ. Kim Chí Thành dán mắt nhìn chăm chăm Lục Vân, gào giống, rốt cuộc anh ta đã biết vừa rồi Lục Vân làm gì trên người mình. Cây kim kia phong bế một huyệt vị trên người anh ta, chỉ cần tới gần phụ nữ thì thân thể sẽ sinh ra cảm giác đau đớn mãnh liệt. Vậy thì khác gì thái giám nữa? Không, phải nói là còn đau đớn hơn thái giám chỉ là đau nhất thời. Mà sự đau đớn của Kim Chí Thành lại là vĩnh cửu. Trừ phi về sau anh ta không chạm vào phụ nữ, thậm chí cả nghĩ cũng không thể nghĩ đến. Đối với một người đàn ông thì sự tra tấn này còn khó chịu hơn cả cái chết. Kim Chí Thành đau đớn lăn lộn trên mặt đất, nhưng Trương Bình vẫn không chịu buông tha cho anh ta, thật là hết sức tàn nhẫn. Lục Vân lạnh lùng nhìn mọi chuyện, vẻ mặt vốn rất lạnh nhạt, lại đột nhiên cảm thấy bên tai thổi tới một làn gió ấm. Sau đó tiếng nói mềm mại của Diệp Khuynh Thành vang lên, tiểu Lục Vân, chị khó chịu. Chị Khuynh Thành. Lục Vân giật mình, thấy Diệp Khuynh Thành bắt đầu xé quần áo thì cười khổ rồi vội vàng chặn ngang bế cô lên, chạy như bay rời khỏi tụ hương lâu. Nơi hắn muốn tới là khách sạn Phong Lâm Vấn. Lục Vân vội đặt một gian phòng, khi chuẩn bị đi thang máy lên lầu thì đúng lúc gặp phải một người đàn ông mặc tây trang đi ra. Người đàn ông kia đã quá quen với chuyện này. Ban đầu cũng không để ý đến, nhưng sau khi liếc nhìn mặt nghiêng của Diệp Khuynh Thành một cái thì bỗng giật mình. Sao lại giống như vậy? Người đàn ông đó vội vàng bước vào đại sảnh, hỏi Lễ Tân đang đứng ở đó, hai người vừa rồi tên là gì? Cô Lễ Tân nhìn thoáng qua bảng đăng ký rồi trả lời, nam tên là Lục Vân, nữ tên Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành, người đàn ông mặc tây trang lặp lại cái tên này lần nữa, ánh mắt lập lòe bất định. Khách sạn Phong Lâm Vấn. Tên của khách sạn mang đậm chất thơ được lấy cảm hứng từ tên một bài thơ của Đỗ Mục, một nhà thơ thời Đường. Đình xa tỏa ái Phong Lâm Vấn, xương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa. Sơn hành Đỗ Mục, vừa thanh cao lại độc đáo. Lúc này trên giường lớn của khách sạn, Diệp Khuynh Thành cởi áo ngoài lộ ra thân thể đầy kiêu ngạo. Tiểu Lục Vân. Ánh mắt của Diệp Khuynh Thành mơ màng, trong miệng thì thào gọi tên Lục Vân. Lục Vân giật mình. Hẳn còn chưa kịp sử dụng kim châm truyền khí cho Diệp Khuynh Thành thì đột nhiên cô lao về phía hắn. Tuy nhiên lúc này đã quá muộn để sử dụng kim châm nên Lục Vân quyết định truyền khí trực tiếp cho Diệp Khuynh Thành. Vì thế, hắn vội nắm lấy hai bả vai của cô và bắt đầu truyền chân khí qua. Diệp Khuynh Thành khẽ khít mũi rồi ngủ thiếp đi. Lục Vân ra ngoài mua một chiếc áo sơ mi cho Diệp Khuynh Thành, khi hắn quay trở lại, cô đã tỉnh. Hai tay nắm chặt ga giường ngồi ở đầu giường trông rất đáng thương. Cô không mất hết toàn bộ trí nhớ, cô vẫn nhớ rất rõ một số cảnh quan trọng, vì vậy khi nhìn thấy Lục Vân quay trở lại, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đỏ bừng. Trước mặt tiểu Lục Vân mà lại làm chuyện xấu hổ như vậy, hình tượng lạnh lùng của mình đã hoàn toàn bị hủy hoại. Không biết tiểu Lục Vân sẽ nghĩ như thế nào về mình đây, Diệp Khuynh Thành muốn sụp đổ tới nơi rồi. Chị Khuynh Thành,
em mua cho chị một chiếc áo sơ mi mới. Chị mặc thử xem có vừa không? Diệp Khuynh Thành không ngờ rằng Lục Vân không những không có ý giễu cợt cô mà hắn lại còn rất chu đáo đặt chiếc áo tới trước mặt cô. Cảm ơn tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành gật đầu, cô quay lưng đi thay áo. Hai người nghỉ ngơi trong phòng thêm một lúc, sau đó trả phòng rồi rời đi. Diệp Khuynh Thành ôm cánh tay của Lục Vân, trông hai người như thể một đôi yêu nhau. Sau khi họ vừa rời khỏi phòng được vài phút, một người đàn ông mặc vest bước vào căn phòng mà họ ở trước đó. Anh A mò mẫm trên giường một lúc và nhặt được vài sợi tóc dài mảnh. Trên đường về nhà, Diệp Khuynh Thành vẫn còn cảm thấy hơi sợ một lúc. Cô không ngờ Kim Chí Thành lại là người như vậy. Đầu tiên là từ chối yêu cầu gặp mặt của cô, nhưng sau đó là bày mưu dụ cô vào bẫy. Loại người nham hiểm này thật sự vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, điều mà khiến Diệp Khuynh Thành khó chấp nhận nhất đó chính là bạn cùng phòng thời đại học của cô, Trương Bình lại bắt tay cùng Kim Chí Thành hãm hại cô. Quả nhiên sau khi bước chân vào xã hội, ngay cả người bạn cũ cùng phòng thời đại học cũng không còn đáng tin nữa. Diệp Khuynh Thành thật sự sợ hãi. Nhưng ngay sau khi nhìn sang Lục Vân ở bên cạnh, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Vẫn là tiểu Lục Vân tuyệt nhất. Nếu như hôm nay không có tiểu Lục Vân thì e rằng mưu kế của Kim Chí Thành sẽ thành công. Và nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì cô thà chết còn hơn. Lúc này, chuông điện thoại di động của Lục Vân đột nhiên vang lên. Khi hẳn bắt máy, một giọng nói lo lắng truyền tới, xin lỗi, anh có phải là Lục Thần Y không? Tôi là con gái của Thẩm Kim Hoa, là bố tôi bảo tôi gọi cuộc điện thoại này. Gửi địa chỉ cho tôi. Vừa nghe nói đối phương là con gái của Thẩm Kim Hoa, Lục Vân biết ngay là chuyện gì nên hẳn hỏi luôn địa chỉ. Chị Khuynh Thành, chị tự lái xe về trước nhé. Hiện giờ, em đang có một ca bệnh ở tỉnh, ca này hơi nghiêm trọng. Diệp Khuynh Thành gật đầu nói, cứu người là quan trọng nhất, em cũng nên chú ý an toàn. Tuân lệnh, cứ như vậy, Lục Vân rời khỏi từ ghế sau của chiếc Porsche dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Khuynh Thành rồi rời đi. Thẩm Kim Hoa, may mà hôm nay tôi ở tỉnh, nếu không ông thì ông chết chắc rồi. Thẩm gia, tỉnh Giang Nam. Thẩm Tĩnh Nghi đã vội đến sứt đầu mẻ trán. Không biết xảy ra chuyện gì mà cha của cô đột nhiên ngã quỵ xuống mãi vẫn không tỉnh lại, cô đã mời tất cả danh y trong tỉnh thành đến thăm khám nhưng vẫn không có kết quả. Giữa lúc vô cùng lo lắng, Thẩm Tĩnh Nghi chợt nhớ tới vài ngày trước, cha đã đưa cho cô một số điện thoại, nói nếu ông ấy đột nhiên xảy ra chuyện bất thường gì hãy gọi vào số này, tìm Lục Thần Y. Cho nên lúc này Thẩm Tĩnh Nghi đang bấm gọi vào dãy số đó. Thế nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền đến âm thanh của một thanh niên làm Thẩm Tĩnh Nghi có chút nghi ngờ. Không phải thường thường thần y đều là lão tiền bối năm, 60 tuổi hơn rồi sao, làm sao giọng nói của người này có vẻ rất trẻ nha. À, có lẽ đây là đệ tử của Lục Thần Y. Giữa lúc khẩn cấp, Thẩm Tĩnh Nghi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi nói ra địa chỉ của Thẩm gia thì cung kính đứng ở cửa chờ người đến. Chưa tới 10 phút sau. Một thanh niên chừng 20 tuổi đạp xe đạp chạy về phía này, sau đó dừng ngay trước mặt Thẩm Tĩnh Nghị, nói, nơi này chính nhà Thẩm Kim Hoa phải không, cô vừa mới điện cho tôi. Thanh niên này đúng là Lục Vân. Hắn đánh giá Thẩm Tĩnh Nghi một lượt, cô gái này cao chừng 1m7, mặt trái xoan, ngũ quan tỉnh xảo, trông rất giống đại đa số con gái trong thành thị, làn da của cô trắng tuyết non mịn, để lộ khí chất con cái nhà hào môn. Mà lúc Lục Vân lái xe đạp tới, Thẩm Tĩnh Nghi cũng quan sát hắn, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn là người vừa nghe máy lúc nãy. Sau đó lời Lục Vân nói đã trả lời câu hỏi trong đầu cô. Thẩm Tĩnh Nghi nhẹ nhàng gật đầu đáp, là tôi đã gọi điện thoại, tôi là con gái của Thẩm Kim Hoa. Thẩm Tĩnh Nghi, xin hỏi anh là đồ đệ của Lục Thần Y sao, tại sao Lục Thần Y không đến? Trong lòng cô đang rất lo lắng về bệnh tình của cha mình, rất nhiều danh y đầy kinh nghiệm vẫn không khám ra được bệnh này chữa như thế nào. Bây giờ chỉ có thể gửi gảm hy vọng vào vị Lục Thần Y kia. Thế nhưng giờ Lục Thần Y chỉ phái một đệ tử tới đây, như vậy là không ổn đâu. Đệ tử của Lục Thần Y. Nghe Thẩm Tĩnh Nghi nói vậy, Lục Vân hơi sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng lại mà cười trả lời, tôi chính là Lục Thần Y. Cái gì, anh là Lục Thần Y? Lúc này đến phiên Thẩm Tĩnh Nghi ngạc nhiên. Anh đùa à? Làm sao Lục Thần Y có thể trẻ như vậy? Hơn nữa càng kỳ lạ hơn chính là, nếu đã là thần y, thì chắc chắn thân phận tôn quý, làm sao có thể lái xe đạp tới đây.
Cái này cũng quá khó tin rồi. Nhưng mà Lục Vân không để ý đến suy nghĩ của Thẩm Tĩnh Nghi lắm, đậu xe hẳn hoi rồi nói, dẫn tôi đi xem Thẩm tiên sinh đi nào. A-hát, được. Thẩm Tĩnh Nghi lấy lại tinh thần, mặc kệ người thanh niên trước mắt này có phải Lục Thần Y hay không, cô cũng không. Còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng Lục Vân thôi. Hai người vào phòng. Một vẻ giàu có tráng lệ lập tức đập vào mặt Lục Vân, cả cầu thang và tay vịn đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo, làm Lục Vân có cảm giác như mình đang tiến vào hoàng cung. Ai, thì ra cuộc sống của người có tiền là đây sao? Lục Vân thầm cảm thán một tiếng. Hắn và các tỷ tỷ cũng sống ở biệt thự có sân vườn, tuy rằng không quá đắt đỏ, nhưng bên trong đều được trang trí thiên về hướng thanh lịch tao nhã, còn biệt thự của Thẩm gia thì ngược lại, bốn phía đều tràn đầy mùi vị giàu có. Khách quan mà nói, Lục Vân vẫn thích căn biệt thự kia của mình hơn. Chị, hắn là ai vậy? Hai người vừa đi vào đại sảnh, thì có một thanh niên đầu đỉnh đi ra, cảnh giác nhìn Lục Vân. Vị này chính là Lục Thần Y chị mời đến chữa bệnh cho cha. Thẩm Tĩnh Nghi giới thiệu một câu, sau đó lại nói với Lục Vân, Lục Thần Y, hắn là em trai của tôi Thẩm Tử Hiên. Lục Vân khẽ gật đầu. Bên kia Thẩm Tử Hiên đột nhiên trừng to mắt, nghi ngờ hỏi chị, tên này trông còn nhỏ tuổi hơn em nữa mà chị lại gọi hắn là Thần Y. Chị đang nói giỡn đúng không? Thẩm Tĩnh Nghi đáp, không được vô lễ với Lục Thần Y. Làm sao cô có thể không nghi ngờ chứ? Nhưng mà bây giờ ngoại trừ tin tưởng Lục Vân thì cô không còn biện pháp nào khác nữa, chỉ có thể để hẳn thử chữ ngựa chết thành ngựa sống. Thẩm Tử Hiên cố chấp lắc đầu, không được, người này vừa nhìn đã thấy giống tên lường gạt rồi, em tuyệt đối sẽ không để hẳn chữa bệnh cho cha đâu. Chị, rốt cuộc là chị mời tên thần y giả này từ chỗ nào đến vậy? Sắc mặt Thẩm Tĩnh Nghi có chút khó coi nói, là cha lúc còn tỉnh táo đã dặn dò chị có gì hãy gọi cho người này. Vậy chắc chắn là cha đã bị gạt. Thẩm Tử Hiên nói vô cùng khẳng định chị thử nghĩ lại xem, chị mới gọi đi bao lâu mà tên thần y này đã xuất hiện rồi, chắc chắn hắn đã đợi gần nhà chúng ta, chỉ cần có cuộc gọi đến là chạy đến liền đó. Nghe thấy lời này Thẩm Tĩnh Nghỉ lập tức giật mình, Thẩm Tử Hiên nói cũng có lý. Dạo này lừa đảo thật sự rất nhiều, hơn nữa phần lớn còn là giả danh thần y, đại sư gì đó, chuyên môn chọn người giàu có để ra tay. Hơn nữa, vừa rồi Thẩm Tĩnh Nghỉ còn thấy Lục Vân lái xe đạp tới, thật sự rất giống lời Thẩm Tử Hiên nói, chỉ có tìm chỗ chờ quanh đây rồi mới có thể chạy tới đây nhanh như vậy. Trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi không khỏi nghi ngờ Lục Vân hơn. Đương nhiên là do cô không biết, thực lực thật sự của Lục Vân, 10 phút thôi đã đủ để hẳn chạy hết nửa vòng tỉnh này rồi. Lục Vân cũng chẳng muốn giải thích, thở dài một tiếng nói, nếu hai người đã không tin thì tôi đành phải cáo từ. Các người cứ tự giải quyết cho tốt đi. Sở dĩ hôm nay Lục Vân đồng ý tới chữa bệnh cho Thẩm Kim Hoa nhanh như vậy là bởi vì vừa hay hắn cũng đang ở tỉnh này, thứ hai là con người của Thẩm Kim Hoa này cũng không tệ lắm. Nhưng nếu hai chị em Thẩm Tĩnh Nghi đã nghi ngờ, thì Lục Vân cũng chẳng muốn động tay vào nữa, chỉ có thể nói đây là do số kiếp của Thẩm Kim Hoa, mệnh đã định là ông ta sẽ bị hai đứa con này khắc chết. Vẫn là câu nói kia, y thuật có thể nhân từ với tất cả mọi người. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể hưởng. Lục Vân nói xong cũng chuẩn bị rời khỏi Thẩm gia. Thẩm Tử Hiên cười lạnh nói, giả bộ cái gì chứ, theo tôi thấy là anh bị vạch trần rồi đúng không, không còn mặt mũi ở lại nữa chứ gì. Tranh thủ thời gian có thể cút đi bao xa thì cút mau đi. Lông mày Thẩm Tĩnh Nghi khẽ nhíu lại, nhưng cũng không nói thêm gì. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên có một gia đình nói của phụ nữ truyền từ lầu 2 truyền xuống, để hắn ở lại chữa trị. Đó là một người phụ nữ có dáng người siêu gợi cảm, tuổi mới ngoài 30, rõ ràng đang ở trong độ tuổi của một phụ nữ trẻ trung nhưng lại cứ cố ăn mặc trưng diện như một quý bà từng trải, tóc dài búi cao, đeo vàng đeo bạc. Chỉ có điều phần kẻ mắt của bà ta lại kẻ rất thô dày, cả 10 ngón tay đều được sơn không thiếu ngón nào, bộ dạng kiểu vầy khiến người ta cảm thấy bà ta như đang làm quá, cố tình làm lố mình lên. Nghe người phụ nữ đó nói muốn Lục Vân trị bệnh cho cha mình thì Thẩm Tử Hiên khó hiểu mà hỏi. Chị Linh à, tại sao lại muốn vậy? Người phụ nữ cười khẩy nói, cha cậu bây giờ cứ như sắp làm ma đến nơi rồi ấy, cái kiểu đó sợ rằng cũng không sống. Được bao lâu đâu, tình hình bệnh tật xuống dốc trầm trọng như vậy rồi, cùng lắm chúng ta không trả tiền là xong. Lời này tuy thô nhưng thật. Thẩm Tĩnh Nghỉ liếc nhìn người phụ nữ này, vẻ mặt của bà ta chứa vài phần chán ghét.
Người phụ nữ này tên là Từ Tuệ Linh, bà ta là vợ hai của Thẩm Kim Hoa cưới về sau khi vợ cả qua đời chưa bao lâu, bà A trên danh nghĩa cũng là mẹ kế của Thẩm Tĩnh Nghi. Hai người họ bình thường rất không hợp nhau. Còn về phần Thẩm Tử Hiên, vì bà ta chênh lệch tuổi tác không quá nhiều với mình cho nên anh ta vẫn thường quen gọi bà ta là chị Linh. Từ Tuệ Linh đi dọc theo cầu thang xuống, sau đó bà ta chỉ thẳng Lục Vân bằng những ngón tay được sơn đỏ sẫm của mình và nói, bây giờ tôi cho phép cậu chữa bệnh cho chồng tôi, nhưng đã thỏa thuận trước rằng nếu chữa không khỏi thì chúng tôi sẽ không trả tiền khám bệnh. Hở! Lục Vân yên lặng nhìn bà ta, khóe miệng đột nhiên dâng lên một nụ cười giễu cợt, nói, muốn tôi chữa là tôi phải chữa cho sao? Sắc mặt Từ Tuệ Linh sốc đến nỗi cứng đờ, một lúc sau mới khịt mũi nói. Xem ra cậu thật đúng là tên lang băm, vừa nghe chữa không khỏi không trả tiền thăm khám đã dối cả lên không dám chữa bệnh cho chồng tôi rồi, thanh niên sức dài vai rộng làm gì không làm mà lại đi lửa người làm gì hả? Bà ta nhìn Lục Vân với vẻ đầy khinh bỉ. Lục Vân vốn muốn rời đi không thèm nghe làm gì cho mệt, nhưng đột nhiên hắn có một chủ ý mới chợt lóe lên, thế là hắn mỉm cười nói. Muốn tôi chữa cho cũng đơn giản thôi. Nhưng nếu tôi chữa khỏi được bệnh cho Thẩm Kim Hoa rồi thì phí chữa trị sẽ là một nửa tài sản của Thẩm gia mấy người, thế nào hả? Cái gì, một nửa tài sản? Ba người đều kinh ngạc tột đột mà hét lên. Thẩm Tử Hiên nắm chặt tay lại một cách thô bạo và gầm lên nói như quát, ai cho anh cái dũng khí để nói ra mấy lời đó vậy? Muốn một nửa tài sản của Thẩm gia chúng tôi sao? Nằm mơ đấy à? Lục Vân hoàn toàn phớt lờ anh ta, hẳn chỉ tập trung nhìn Từ Tuệ Linh. Ánh mắt hắn tràn đầy sự khiêu khích. Từ Tuệ Linh biến sắc, thật không biết Lục Vân rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra mà dám mạnh miệng nói ra lời đề nghị kinh khủng như vậy. Bà ta còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Tĩnh Nghi bên này đột nhiên nói. Đồng ý, nếu anh thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi thì tôi sẵn sàng chia cho anh một nửa gia sản của Thẩm gia, chị à. Câm miệng, lẽ nào mày muốn trơ mắt ra nhìn cha chết vì bệnh sao? Thẩm Tử Hiên vừa muốn nói gì tiếp thì đã bị Thẩm Tĩnh Nghi hung hăng quát át luôn cả tiếng, anh ta không dám ho. He nửa lời. Lục Vân nhìn Thẩm Tĩnh Nghi dò xét thật sâu, sau đó quay lại nhìn Từ Tuệ Linh rồi cười vẻ thích thú. Bà lớn bằng ngần ấy tuổi rồi mà lại không quyết đoán bằng một cô gái nhỏ. Từ Tuệ Linh lập tức giận, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, bà ta suy nghĩ một chút sau đó cười lạnh nói. Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cậu. Nhưng nếu cậu thực sự không chữa được khỏi bệnh thì tôi xin mạn phép giữ lại hai tay hai chân cậu ở Thẩm gia này. Bà ta vừa nói ra những lời này, ngay cả hai chị em Thẩm Tĩnh Nghi cũng bị nổi cả da gà, dọa cho sợ toát mồ hôi. Bởi vì hành động này thực sự quá ác độc. Nếu Lục Vân thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha bọn họ, cho dù quyên luôn một nửa tài sản thì cũng đáng, nhưng nếu không chữa được thì cùng làm trả cho hẳn chút tiền thăm khám là được rồi chứ hà cớ gì phải chặt chân chặt tay người A xuống. Ấy vậy mà, Lục Vân khi đứng trước sự gây khó dễ đến phát sợ kia của Từ Tuệ Linh vẫn có thể cười tủm tỉm nói. Không thành vấn đề, nếu chữa không được, tôi tình nguyện chặt đứt tay chân. Ha ha, hy vọng cậu nhớ kỹ câu nói này. Hứa Tuệ Linh cười lạnh nói, sau đó đưa Lục Vân lên lầu, đi tới phòng của Thẩm Kim Hoa. Hiện tại ông ta vẫn đang nằm ở trên giường bất động, hơi thở vô cùng yếu ớt, giống như đã bước nửa chân vào quan tài rồi vậy. Lục Vân nói, lúc tôi chữa trị không thích có bất luận kẻ nào đến quấy rầy, thế nên vẫn mong mọi người đi ra ngoài trước đi, cũng đừng đứng ở cửa nghe lén, bằng không, nếu như xảy ra chuyện gì thì mấy người tự chịu trách nhiệm. Xí, làm màu thầy ớn. Thẩm Tử Hiên khinh thường cắt ngang, nhưng vẫn đi Từ Tuệ Linh và Thẩm Tĩnh Nghi rời khỏi phòng. Lục Vân đi đến cửa và đứng một lúc, xác nhận rằng họ đã xuống lầu cả thì hắn mới quay lại và đóng cửa. Khi đến bên giường, Lục Vân bắn ra một luồng ánh sáng. Màu xanh quét một vòng xung quanh phòng sau đó cuối cùng ánh sáng đó đáp xuống người Thẩm Kim Hoa. Khi cơ thể được quét dưới con mắt huyền pháp, Lục Vân thấy rằng giữa lông mày của Thẩm Kim Hoa có tà khí, nó còn đậm hơn so với trước kia, phỏng chừng chỉ cần thêm vài tiếng nữa thôi là ông ta phải chút hơi thở cuối cùng rồi. Gặp được tôi coi như ông còn có phước đấy. Lục Vân lấy một tờ giấy màu vàng từ trong túi ra. Đây chính là giấy hẳn đã mua được ở cửa hàng sau khi nhận được cuộc gọi của Thẩm Tĩnh Nghi. Ngay sau đó, hẳn dán tờ giấy màu vàng lên hàng lên lông mày của Thẩm Kim Hoa. Đầu ngón tay của Lục Vân khế chuyển động, thoáng chốc đã thấy một đạo phù ngưng tụ hiện ra trong không trung và hòa vào lá bùa.
Ngay sau đó hẳn nghe thấy tiếng thở hổn hển, lá bùa cũng theo đó biến mất trong nháy mắt, cùng lúc đó ngay mũi xuất hiện một mùi hôi khét khét và vô cùng khó chịu tỏa ra. Lục Vân nhìn một cách chuyên tâm mà ghim vào huyệt đạo trên đầu của Thẩm Kim Hoa vài nhát kim. 15 phút sau, Thẩm Kim Hoa mở mắt ra, giọng nói vẫn còn có chút yếu ớt nói. Lục thần y, đừng nói gì cả, nghe tôi nói trước. Lục Vân ngắt lời ông ta nói, ông không phải bị bệnh gì quá lớn, mà là do sát khí từ tà linh. Có người cố ý dùng tà thuật làm hại ông, và cái thứ tà vật đó đang được giấu trong gối của ông đấy. Nghe thấy điều này, mặt mày Thẩm Kim Hoa sợ hãi tái nhợt, ngay sau đó ông ta vội vàng chống cơ thể của mình ngồi dậy để kéo chiếc gối ra, xé chiếc gối bông ra và tìm thấy một miếng ngọc màu đỏ máu. Miếng huyết ngọc đó chỉ to bằng lòng bàn tay, lại được giấu trong gối bông rất kỹ nên hoàn toàn không cảm nhận được nó. Thẩm Kim Hoa vẻ mặt u ám nói. Chả trách lúc trước Lục Thần Y đã nói với tôi là nên để ý. Đến những người xung quanh mình, hóa ra có người thật sự muốn giết tôi. Nhưng người đó là ai chứ? Người duy nhất có thể chạm vào gối của ông ta là bảo mẫu ở nhà và một vài người thân thiết trong nhà thôi. Lục Vân mỉm cười và nói, không khó để tìm ra người đó. Là ai, chỉ cần ông Thẩm chịu hợp tác với tôi để diễn một vở kịch là đủ rồi. Vậy đành làm phiền Lục Thần Y rồi. Thẩm Kim Hoa vô cùng cảm kích và biết ơn. Lục Vân mở cửa phòng ra. Ba người dưới lầu nghe thấy động tĩnh thì lập tức chạy lên. Khi nhìn thấy Thẩm Kim Hoa còn nằm trên giường không nhúc nhích, họ lập tức giận không thể át. Không phải anh nói có thể trị bệnh cho cha. Tôi sao, vì sao ông ấy vẫn chưa tỉnh, anh là tên lừa đảo đáng chết. Thẩm Tử Hiên rất kích động, tiến lên chuẩn bị túm lấy cổ áo Lục Vân dạy cho hẳn một bài học, nhưng lúc này lại nghe Lục Vân thản nhiên nói, tôi đã trị hết bệnh của cha anh, chỉ cần chờ thêm nửa giờ là có thể tỉnh lại. Chờ nửa giờ, Thẩm Tử Hiên sửng sốt. Từ Tuệ Linh lại châm biếm, tôi thấy cậu là muốn chờ nửa giờ để tranh thủ chạy trốn đúng. Không. Trước đó bọn họ đã nói, nếu Lục Vân không thể chữa khỏi bệnh của Thẩm Kim Hoa thì phải chém đứt hai tay hai chân của hắn. Tình hình hiện tại y như Lục Vân đang muốn kéo dài thời gian, sau đó tìm cách chạy trốn. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Ban đầu tôi còn cảm thấy chém đứt hai tay hai chân anh hơi tàn nhẫn, nhưng tên chết tiệt này không chỉ là lừa đảo, hơn nữa còn là thứ vô lại nói không giữ lời. Tôi phải đi tìm Giao ngay. Thẩm Tử Hiên nối giận đùng đùng chuẩn bị đi xuống phòng bếp dưới lầu lấy dao phay, kết quả lại bị Thẩm Tĩnh Nghĩ ngăn lại, dù sao cũng đã như vậy, cứ chờ hẳn thêm nửa giờ đi. Ánh mắt cô nhìn về phía Lục Vân cũng có chút lạnh lẽo. Bởi vì nhìn tình huống trước mắt, có khả năng rất lớn Lục Vân chính là lừa đảo. Từ Tuệ Linh lạnh lùng nói, chuyện đã rõ ràng như vậy còn chờ cái gì nữa, Thẩm Tử Hiên, em vào bếp cầm đao, chị đứng canh chừng hẳn. Chị muốn thằng lừa đảo này biết cái giá phải trả khi lừa gạt Thẩm gia chúng ta. Sao nếu các người đã vội vàng như vậy, tôi không ngại lộ ra một chút tin tức cho các người biết đúng lúc này, Lục Vân bỗng mở miệng nói Thẩm Kim Hoa không phải bị bệnh, mà là chúng sát khí, mà vật tà sát kia được đặt ngay dưới gối nấm của ông ta. Lời này vừa dứt, sắc mặt ba người đều lập tức thay đổi, đặc biệt là Từ Tuệ Linh, bà ta nhìn không được mảng bằng giọng the thé thả rắm cho mẹ mày. Cái gì mà sát khí, tao thấy mày gạt người đến nghiện rồi. Nói xong bà ta lập tức vò tới mép giường Thẩm Kim Hoa, chuẩn bị xốc gối của ông ta lên. Lục Vân bắt lấy cổ tay bà ta và nói, tôi vừa loại bỏ sát khí xong cho Thẩm Kim Hoa, hiện tại ông ta không thể bị di chuyển, nếu không thần tiên cũng khó cứu được. Đừng có ở đây thả rắm chó, mày buông tay cho tao. Từ Tuệ Linh dùng sức tránh thoát cánh tay Lục Vân, duỗi tay muốn kéo cái gối ra. Nhưng lúc này, Thẩm Kim Hoa lại đột nhiên mở to đôi mắt. Sao Từ Tuệ Linh, tôi thấy bà ước gì tôi chết ngay cho xong đúng không? Sao a, sao ông, Từ Tuệ Linh hét lên một tiếng, trực tiếp bị câu nói của Thẩm Kim Hoa làm sợ tới mức lùi lại vài bước, chân vướng một cái, té lăn. Xuống đất, cha tỉnh rồi. Thẩm Tĩnh Nghỉ rơi lệ đầy mặt nhào về hướng, Thẩm Kim Hoa, ôm ông ta không ngừng khóc thút thí, con còn tưởng rằng. Còn tưởng rằng nghe còn được không thấy cha nói chuyện nữa, hức hức hức. Thẩm Kim Hoa vuốt đầu cô ta và nói, là Lục Thần Y đã cứu cha, thật ra lúc các con còn chưa tiến vào thì cha đã tỉnh rồi. Vậy sao cha, Thẩm Tĩnh Nghỉ vừa định hỏi vì sao ông ta lại giả bộ bất tỉnh, nhưng lập tức ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, cha, chẳng lẽ Lục Thần Y nói đúng, thật sự có người muốn hại cha.
Thấm Kim Hoa gật gật đầu. Ngay tức khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tử Tuệ Linh đang ngồi bệch dưới đất. Vừa rồi khi nghe thấy Lục Vân nói có tà sát quấy phá, cảm xúc của bà ta là kích động nhất, còn không màng Lục Vân cảnh cáo mà khăng khăng muốn di chuyến đầu của Thấm Kim Hoa, cho nên hiềm nghỉ của bà ta là lớn nhất. Thấm Kim Hoa quát lạnh một tiếng, Linh, có phải là bà làm hay không, tốt nhất là thành thật khai báo cho tôi. Tử Tuệ Linh vội vàng lách đầu nói, không phải đâu mình ơi, tôi thật sự không biết đây là chuyện gì, nhất định là tên lừa đảo này cố ý vu khống, là hắn nhét mảnh ngọc bội kia vào gối của mình. Lời này vừa nói ra, cả phòng đều im ảng đi. Tử Tuệ Linh còn chưa phản ứng lại, vẫn liều mạng giải thích, thật sự không phải tôi làm, mọi người nhất định phải tin tưởng tôi. Lục Vân cười lạnh và nói, tôi đã nói với bà là vật tà sát kia là ngọc bội từ khi nào. Ầm ầm. Tử Tuệ Linh như bị sét đánh, bà ta đã tự nói lỡ miệng. Thấm Tử Hiên đột nhiên đá qua một cái, cả giận quát, thì ra thật sự là bà làm, cha tôi ngày thường tốt với bà như vậy, cung phụng bà như tổ tông, vì sao bà lại làm như vậy? Anh ta vô cùng tức giận, đá cho Tử Tuệ Linh rú lên ầm. Lục Vân lại lấy mảnh huyết ngọc kia ra, giải một cái bóp nát. Ngay lập tức, chỉ thấy một luồng oán niệm âm u khủng bố tuôn ra, lao thẳng về hướng Lục Vân. Kết quả lại bị hẳn dùng một trường chụp tan trong vô hình. Tử Tuệ Linh, bà thật mưu mô, muốn tôi làm người chịu tội thay, đáng tiếc bà tìm lầm người. R. Lục Vân lách đầu và nói. Nếu thực lực đạo pháp của bản thân khôn, mạnh thì sử dụng vật tà sát như vậy hại người cần phải trả giá đắt. Người cuối cùng tiếp xúc với huyết ngọc sẽ bị giảm thọ. Huyết ngọc là do Tử Tuệ Linh nhét xuống dưới gối, cho nên bà ta là người cuối cùng tiếp xúc với nó, nếu Thẩm Kim Hoa chết thì huyết ngọc sẽ vỡ. Nát, thảo oán linh trong đó ra. Oán linh này sẽ tìm đến Tử Tuệ Linh, cướp đi mười mấy năm dương thọ của bà ta để làm thù lao giết người. Đây là nguyên nhân vì sao Tử Tuệ Linh lại đồng ý để Lục Vân trị liệu cho Thẩm Kim Hoa. Suy nghĩ ban đầu của bà ta vốn là, chờ Lục Vân trị thất bại thì quậy lên một trận, sau đó nhân lúc rối loạn ném huyết ngọc lên người Lục Vân, như vậy Lục Vân sẽ trở thành kẻ cuối cùng tiếp xúc với nó. Vậy tất nhiên mục tiêu của oán linh sẽ biến thành Lục Vân. Nhưng điều khiến Tử Tuệ Linh nghĩ trăm bề cũng không ra chính là, Lục Vân không chỉ xua tan sát khí trong cơ thể Thấm Kim Hoa, còn dùng trường bóp nát oán linh trong huyết ngọc, chứng minh hẳn là một người tu đạo có đạo pháp cao thâm. Tử Tuệ Linh hối hận không kịp, liều mạng xin tha, Tử Hiên, cầu xin con đừng đánh, mẹ biết sai rồi. Sao câm miệng, bà không phải mẹ tôi sớm đã chết rồi. Bà là người đàn bà dần dết. Thấm Tử Hiên lại tay đấm chân đá một trận, cuối cùng Thấm Kim Hoa mở miệng thì anh ta mới chịu dừng tay. Sao đã lúc này rồi mà bà còn không chịu khai sao? Thấm Kim Hoa dùng ánh mắt sáng quét nhìn vào Tử Tuệ Linh, quát. Tử Tuệ Linh vội vàng quỳ bò đến trước mặt ông ta, khóc lóc thảm thiết mà nói, chồng ơi, không phải tôi cố ý hại mình, tôi chỉ nhất thời hồ đồ, bị người ta lừa bịp mới làm ra chuyện sai trái như vậy thôi. Thấy sự việc bại lộ, Tử Tuệ Linh không còn cách nào khác đành phải nói rõ những gì mình biết. Hóa ra người đứng đằng sau tất cả những việc này còn liên quan tới một vị đại sư. Tử Tuệ Linh là một tín đồ trung thành của vị đại sư đó nên giữa hai người họ có một bí mật. Ngoài ra vị đại sư đó còn hứa có thể giúp bà ta trẻ mãi không già, miễn là có tiền. Giá cả mà vị đại sư đó đưa ra là 2 tỷ. Đối với Thẩm gia, để rút được 2 tỷ ra cũng không khó nhưng đây cũng là một số tiền khá lớn nên nếu như Tử Tuệ Linh đột nhiên rút ra 2 tỷ thì Thẩm Kim Hoa nhất định sẽ phát hiện ra. Vì thế, Tử Tuệ Linh dứt khoát không làm gì cả mà chỉ xin vị đại sư đó một miếng huyết ngọc. Bà ta lợi dụng năng lượng bên trong miếng huyết ngọc đó để giết Thẩm Kim Hoa. Tên của vị đại sư đó là Hoàng Mi Đại Tiên. Hoàng Mi Đại Tiên. Thẩm Tĩnh Nghỉ trợn trừng mắt hỏi, đó có phải là người lần trước bà nói với tôi không? Là vị Hoàng Mi Đại Tiên thần thông quảng đại mà bà muốn giới thiệu với tôi ấy hả? Tử Tuệ Linh gật đầu nói, chính là ông Tê. Sắc mặt của Thẩm Tĩnh Nghi đột nhiên trở nên khó coi. Mối quan hệ giữa cô ta và Tử Tuệ Linh không được tốt cho lắm nhưng cách đây không lâu, đột nhiên Tử Tuệ Linh lại thay đổi, nói rằng muốn giới thiệu một vị đại sư cho cô ta và đó tất nhiên chính là Hoàng Mi Đại Tiên. Khi đó, Thẩm Tĩnh Nghi chỉ nghi ngờ nhưng cô ta lại không biết mục đích của Tử Tuệ Linh. Cho đến tận hôm nay, sau khi nghe Tử Tuệ Linh kế về Hoàng Mi Đại Tiên, Thấm Tĩnh Nghĩ mới hiểu ra rằng Tử Tuệ Linh đang có ý định đẩy cô ta vào bẫy của ông ta.
Độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà. Thẩm Tĩnh Nghỉ dùng mình. Thẩm Kim Hoa vô cùng tức giận, ông ta cầm cây gậy chỉ về phía Từ Tuệ Linh, tức giận nói, hừ. Từ Tuệ Linh, bà muốn giết tôi đã đành lại còn dám đẩy con gái tôi vào hổ lửa. Tôi đánh chết bà. Ông ta cầm cây gậy đánh thẳng vào người Từ Tuệ Linh khiến cho bà ta lăn lộn trên sàn, cầu xin sự tha thứ, chồng. Chồng, em xin lỗi, em sai rồi, em không bao giờ dám làm như thế nữa. Đừng gọi tôi là chồng. Lúc này, Lục Vân nói, ngài Thẩm, cứ giữ mạng bà ta lại đã, vẫn còn có ích. Lúc này, Thẩm Kim Hoa mới dừng lại. Lục Vân đi đến trước mặt Từ Tuệ Linh, hắn lấy một giọt máu từ cơ thể của bà ta và dùng một lá bùa trấn áp nó rồi nói, bà hãy đi dụ Hoàng Mi Đại Thiên tới Thẩm gia. Nếu như bà dám giở trò thì chắc chắn bà sẽ phải chết rất thảm đấy. Lục Vân nắm chặt lá bùa trong tay, chỉ thấy Tuệ Linh ôm đầu kêu vô cùng thảm thiết, tôi đi. Xin đại sư hãy tha cho tôi. Sau khi Từ Tuệ Linh rời đi, Thẩm Kim Hoa vô cùng biết ơn Lục Vân, Lục Thần Y, may mà lần này có cậu không thì mất mạng chỉ là chuyện nhỏ, suýt nữa thì con gái và con trai của tôi đã bị hại chết rồi. Thẩm Kim Hoa phức tạp nói, Lục Thần Y, tôi xin lỗi cậu vì sự liều lĩnh trước đây của chúng tôi. Thẩm Tử Hiên, con mau xin lỗi Lục Thần Y đi. Lục Thần Y, tôi xin lỗi. Lục Vân chỉ khẽ gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh của hắn lại càng khiến Thẩm Tĩnh Nghi tò mò hơn. Theo lối suy nghĩ của người bình thường, bọn họ đã xúc phạm Lục Vân như thế, nhưng sau khi sự thật được đưa ra ánh sáng, lẽ ra Lục Vân nên phản kích lại bọn họ một cách quyết liệt. Thế nhưng từ biểu hiện của Lục Vân lúc này, có vẻ như hắn không hề để tâm chuyện trước đó, thậm chí hắn còn không đề cập đến chi phí chữa bệnh. Thẩm Tĩnh Nghi không hiểu vì sao rõ ràng hắn còn nhỏ tuổi hơn cả cô ta nhưng lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Cô Thẩm, trong lúc Thẩm Tĩnh Nghi còn đang ngẩn người nhìn Lục Vân, hắn đột nhiên quay đầu nhìn cô ta rồi nói, cô có biết rằng tò mò về một người khác giới là khởi đầu của sự sa ngã không? Hả? Thẩm Tĩnh Nghi hơi đỏ mặt. Từ Tuệ Linh quay trở lại. Bên cạnh bà ta là một lão giả mặc đạo bào, hai hàng lông mày màu vàng nâu cụp xuống trông rất đặc biệt. Đó chính là Hoàng Mi Đại Tiên. Dù sao Hoàng Mỹ Đại Tiên cũng là người tu đạo nên cho dù tuổi đã khác cao nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh và năng lực của ông ta ở một số phương diện cũng rất mạnh. Chính ông ta từng nói rằng chỉ cần ông ta muốn trẻ lại thì ông ta có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Thế nhưng ông ta lại lười thay đổi, ông ta lại đi lợi dụng chính điều này để lừa những người phụ nữ cả tin. Làm gì có người phụ nữ nào chẳng muốn trẻ, mãi không già. Nếu như sau này một người có thể chết với vẻ ngoài tê tám tuổi vào lúc tuổi thọ đã tận, nói không chừng lúc đầu thai lại được ưu tiên. Hoàng Mi Đại Tiên nắm bắt được tâm lý này của phụ nữ nên ông ta chuyên đi lừa tiền lừa sắc. Từ Tuệ Linh chính là một trong nhiều mục tiêu của ông ta. Hai người ngồi trên ghế sofa, Từ Tuệ Linh nói, đại sư, hôm nay những người trong Thẩm gia đều đi tới bệnh viện cùng với Thẩm Kim Hoa cho. Nên hiện tại không có ai ở nhà. Ha ha, thế không phải có nghĩa là chúng ta muốn làm gì cũng được sao? Hoàng Mi Đại Tiên cười, ông ta không kiên nhẫn vươn tay muốn chạm vào Từ Tuệ Linh. Tuy nhiên đột nhiên ông ta dừng lại nói, đúng rồi, chuyện lần trước tôi nói với bà sao rồi? Từ Tuệ Linh nhìn chăm chăm ông ta và nói kể từ khi tôi vào Thẩm gia, Thẩm Tĩnh Nghỉ luôn có ác cảm với tôi nên không dễ lừa được cô ta. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Mi Đại Tiên đến Thẩm gia. Lần trước khi đến Thẩm gia, ông ta tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp Thẩm Tĩnh Nghi, Thẩm Tĩnh Nghi trong bức ảnh ấy rất xinh đẹp khiến cho ông ta lập tức nảy sinh tà niệm. Bà chỉ cần dụ cô gái kia tới đây nghe tôi đọc kinh một lần. Nếu như không được thì tôi sẽ dùng cách khác, Hoàng Mi Đại Tiên bất đắc dĩ nói. Thế nhưng Từ Tuệ Linh còn chưa kịp trả lời thì bà ta đã nghe thấy thanh âm lạnh lùng trong trẻo truyền đến từ lầu 2, đồ đạo sĩ độc ác, ông đừng có mơi. Người nói là Thẩm Tĩnh Nghi. Cô ta bước xuống với gương mặt lạnh lùng, với chiều cao 1m70 và đôi chân thon dài, chỉ cần hơn chục bước chân là đã bước xuống tới tầng 1. Từ Tuệ Linh, không phải bà nói ở Thẩm gia không có ai sao? Hoàng Mi Đại Tiên giật mình nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghị, ánh mắt của ông ta sáng lên nhưng ông ta còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện ra Thẩm Kim Hoa và Thẩm Tử Hiên cũng ở đó. Chết tiệt! Đây là một cái bẫy! Sắc mặt của Hoàng Mi Đại Tiên tối xâm lại, ông ta đứng dậy định lao ra khỏi phòng khách nhưng vừa mở cửa thì đột nhiên nhìn thấy một dấu giày lớn đá về phía ngực mình. Oanh!
Hoàng Mi đại tiên mất cảnh giác, bị một cú đá đạp bay trở lại phòng khách, thảm thiết kêu lên một tiếng, khi nhìn thấy dáng người ở ngoài cửa, ánh mắt của ông ta đột nhiên trợn trừng to lên. Là mày! Hoàng Mi đại tiên làm sao có thể quên Lục Vân được chứ? Lúc đầu trên núi Thiên Đãng ở Giang Thành, chính tên này đã phá hỏng việc tốt của ông ta, thậm chí còn tiêu diệt tên yêu tình hung hãn của ông ta. Không ngờ tới hôm nay lại gặp nhau. Quả nhiên, không phải oan gia thì không gặp nhau. Hoàng Mi đại tiên sau một hồi hoảng hốt ngắn ngủi, ông ta rất nhanh ổn định lại tinh thần, cười lạnh nói, hóa ra là mày đã bố trí cạm bẫy, chỉ là chờ tao xiên câu thôi, thật tốt quá, gậy ông đẩy lưng ông. Sao gậy ông đập lưng ông? Lục Vân nhìn ông ta, lập tức cười khẽ một tiếng rồi nói, Hoàng Mi ác nhân, ông tự cao tự đại quá rồi. Cái này không phải gọi là gậy ông đập lưng ông mà phải gọi là bắt rùa trong hũ. Mày, Hoàng Mai đại tiên vô cùng tức giận. Lời này của Lục Vân không phải có ý là nói ông ta là rùa đen ngu ngốc sao? Thẳng nhóc thối, tao không rảnh đâu mà tranh luận cùng mày, ha ha, mày cho rằng muốn giữ Hoàng Mi đại tiên tao lại dễ dàng như vậy sao? Nằm mơ đi. Hoàng Mi đại tiên cười lạnh hai tiếng, đột nhiên lắc người một cái, trong nháy mắt đã túm lấy cổ của Thẩm Tĩnh Nghi. Thẩm Tĩnh Nghi, Thẩm Kim Hoa kêu lên một tiếng, vô cùng lo lắng. Hoàng Mi đại tiên nhìn Lục Vân cười lạnh một cái rồi nói, tránh ra, nếu như mày dám đắc tội đến tao, có tin tao bóp chết nữ nhân này ngay bây giờ không? Vốn dĩ ông ta không có ý định giao thủ với Lục Vân. Bởi vì lần trước ở Thiên Đăng Sơn, ông ta đã thấy được Lục Vân lợi hại như thế nào, cũng biết Lục Vân cũng là một đạo sĩ, hơn nữa đạo hạnh của hắn còn cao hơn ông ta. Cho nên suy nghĩ lúc này của Hoàng Mi đại tiên là thoát thân trước, mọi chuyện còn lại tính sau. Mà cách tốt nhất để thoát thân là bắt Thẩm Tĩnh Nghĩ làm con tin, để Lục Vân tự biến thành con rùa đen ngu dốt dính bây. Trên chiếc cổ thon dài trắng muốt của Thẩm Tĩnh Nghĩ, lập tức xuất hiện 5 vết đỏ như máu, do ngón tay của Hoàng Mi đại tiên bấm vào. Sắc mặt cô ta cũng dần tái nhợt đi. Thẩm Kim Hoa lo lắng nói, Hoàng Mi đại tiên, tôi sẽ không truy cứu chuyện đã qua, chỉ cần ông không làm tổn thương con gái tôi là được. Hoàng Mi đại tiên hét, thật. Trong nháy mắt Lục Vân khẽ thở dài, ông ta chỉ là một con sâu con kiến, cũng dám khiêu khích đến sự uy nghiêm của Vân Thiên Thần Quân mình sao? Quả nhiên là, muốn chết. Hai chữ vừa hốt ra, đầu óc Hoàng Mi đại tiên lập tức trống rỗng, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình nào đó bóp nghẹt lại. Ngay sau đó, đột nhiên, ở giữa hai lông mày của ông ta hiện lên một vòng huyết quang kỳ dị, giống như đóa sen đỏ nở rột. Thổ khí sát nhân. Đây hoàn toàn không phải là sức mạnh mà đạo sĩ có thể sở hữu được, chỉ có võ giả sở hữu. Hoàng Mi đại tiên chết không nhắm mắt. Thẩm Tĩnh Nghỉ vội vàng thoát khỏi vòng tay của Hoàng Mi đại tiên, khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt, bộ ngực phập phồng dữ dội, mang dáng vẻ sợ hãi tột cùng. Thẩm Kim Hoa nhìn vết máu trên cổ cô, sợ hãi nói, Tĩnh Nghỉ, con có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Thẩm Tĩnh Nghi lắc đầu. Lúc này Thẩm Kim Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Tử Tuệ Linh cũng đã sớm sợ đến choáng váng, bà ta cho rằng Hoàng Mi đại tiên có công pháp cao thâm, có thể dễ dàng giết chết Lục Vân, nhưng cuối cùng bà ta còn không thấy Lục Vân ra tay như thế nào. Người thanh niên này thật là đáng sợ. Tử Tuệ Linh, nể tình tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ta, cho nên tôi tha cái mạng chó của bà, còn bây giờ mau chóng cút khỏi nhà Thẩm ra ngay. Thẩm Kim Hoa quát lên. Tử Tuệ Linh không dám ở đây phàn nàn nữa, bà ta vội vàng chạy trốn khỏi Thẩm gia. Sau khi xử lý xác của Hoàng Mi đại tiên, Thẩm Kim Hoa trở lại phòng khách, trong lòng vô cùng biết ơn mà nói với Lục Vân, Lục sư phụ, ngài đã cứu mạng cả gia đình chúng tôi. Tôi đã nghe Tĩnh Nghĩ nói về chi phí khám bệnh rồi. Lục Vân yên lặng liếc nhìn Thẩm Cảnh Nghị, thầm nghĩ cô gái này thật biết tự giác, nhưng cho. Dù cô ta không đề cập đến chi phí khám bệnh, Hân cũng sẽ không thèm quan tâm đến. Tiền bạc, đối với Vân Thiên Thần Quân mà nói chỉ là một dãy số. Lý do tại sao hắn nói hắn muốn một nửa tài sản của Thẩm gia, đơn giản chỉ vì Lục Vân thấy khó chịu khi nhìn thấy họ như vậy, nói như thế chỉ để dọa họ. Lúc này Lục Vân định nói không cần nữa thì nghe Thẩm Kim Hoa cung kính nói, đừng nói nửa tài sản của Thẩm gia, cho dù ngài muốn mọi thứ của Thẩm gia, tôi cũng nguyện ý dâng tất cả cho Lục Thần Y. Vừa rồi Lục Vân đã sử dụng thần thông thật sự rất đáng sợ để giết chết Hoàng Mi đại tiên, làm. Bây giờ nhớ lại tìm Thẩm Kim Hoa vẫn đập thình thịch.
Người như hẳn, sẽ thiếu tiền sao? Chắc chắn không. Thẩm Kim Hoa vô cùng hiếu điều này nên chủ động dâng mọi thứ của Thẩm gia để thể hiện tấm lòng của mình, ngoài ý định báo đáp Lục Vân gia thì ông vẫn muốn ôm đùi hẳn hơn. Đúng rồi. Thẩm Kim Hoa chỉ muốn ôm đùi Lục Vân. Ân nguyện ý cho tôi tất cả mọi thứ của Thẩm gia sao? Lục Vân lộ ra vẻ kỳ quái, liếc nhìn Thẩm Tĩnh Nghĩ bên cạnh, thầm nghĩ mọi thứ của Thẩm gia đều phải bao gồm cô gái xinh đẹp này sao? Thẩm Kim Hoa lập tức hiếu ra, cười nói, chỉ cần Lục Thần Y không chán ghét, sau này Tĩnh Nghĩ có thể làm người hầu cho ngài, Lục Thần Y có thể tùy ý sai bảo bất cứ lúc nào. Cha, cha đang nói cái gì? Thẩm Tĩnh Nghĩ dậm chân. Tuy rằng cô ta dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chấm chãm vào Thẩm Kim Hoa, nhưng từ biểu cảm của cô ta có thể nhìn ra, cô ta không phải không thích quyết định của Thẩm Kim Hoa, mà chỉ là có chút ngại ngùng mà thôi. Lục Vân mỉm cười và nói, tôi đánh giá cao lòng tốt của Thẩm tiên sinh, nhưng mà, tôi đã có 7 xĩa gái xinh đẹp rồi. Nói xong, hắn đứng dậy và bước ra khỏi phòng khách, đẩy chiếc xe đạp 28 thanh của mình rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Thẩm Kim Hoa hãng hái nói, Lục Thần Y thật sự không biết câu nệ tiếu tiết, với năng lực như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành người phi phàm. Từ giờ trở đi, Thẩm gia của chúng ta nhất định phải tiếp xúc nhiều hơn với Lục Thần Y này, phải không Tĩnh Nghĩ? À, cha, cha nói đúng. Thẩm Tĩnh Nghĩ đang mãi suy nghĩ về điều gì đó, khi nghe câu hỏi của Thẩm Kim Hoa mới hoàn hồn lại. Thẩm Kim Hoa diêu cợt nói, Cảnh Nghị, hình như cha thấy con có chút thất vọng. Chẳng lẽ vừa, rồi Lục Thần Y không chịu nhận con làm người hầu, làm con thất vọng sao? Làm sao có thể, con mới không có. Thẩm Tĩnh Nghĩ là một người kiêu ngạo, làm sao cô ta có thể vì bản thân không được coi là người hầu của Lục Vân mà thất vọng chứ, điều đó. Thật khiến bản thân mất hết giá trị. Nhưng khi vừa định biện hộ cho bản thân thì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Kim Hoa, làm cô bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Tâm tư của con gái thật khó đoán. Tỉnh Giang Nam, Diệp gia. Một quý bà diện mạo xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang đang tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, trên khuôn mặt mang đầy vẻ khó tin. Bà tên là Khương Lam. Tuy rằng đã qua 45 tuổi, nhưng bà giữ gìn rất tốt, làn da trắng nõn không chút nếp nhăn, trên nét mặt vẫn còn nét đa tình, quyến rũ. Có thể tưởng tượng ra lúc Khương Lam còn trẻ tuyệt đối là một mỹ nhân tiếng tăm lây lừng. Nếu để Lục Vân nhìn thấy quý bà xinh đẹp này thì nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì diện mạo của bà giống chị Khuynh Thành đến 6-7 phần, đều là mỹ nữ thuộc hạng top. Bên cạnh Khương Lam có một người đàn ông trung niên đang đứng, đó là người mặc tây trang không lâu trước đó Lục Vân đã gặp được ở cửa thang máy khách sạn Phong Lâm Vấn. Ông ta là chồng của Khương Lam, cũng là người cầm quyền chân chính hiện giờ của Diệp gia. Tỉnh Giang Nam, Diệp Hướng Vinh. Mà giờ phút này, trước mặt bọn họ đang chiếu một đoạn video giám sát ở khách sạn Phong Lâm. Văn, vai nam vai nữ trong đoạn video chính là Lục Vân và Diệp Khuynh Thành. Khi vừa tiến vào khách sạn, do Lục Vân đang ôm Diệp Khuynh Thành nên camera không thể chụp rõ mặt Diệp Khuynh Thành, nhưng khi họ đi ra lại vô cùng rõ ràng. Sao lại giống đến như vậy? Khương Lam khó tin mà mở to hai mắt, thậm chí bà còn có cảm giác đang xem video của mình thời còn trẻ. Diệp Hướng Vinh nói, tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, bà xã, bà nói cô gái này có phải là 25 năm trước, chúng ta không có khả năng. Diệp Hướng Vinh còn chưa nói xong thì Khương Lam đã cắt ngang lời ông, trong mắt hiện ra sự đau khổ. 25 năm trước, bọn họ thật sự có sinh một đứa con gái, nhưng rất nhanh đã chết non. Đây là một ký ức nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau đớn. Vợ chồng hai người luôn không muốn đề cập đến. Nếu không phải chuyện này quá kỳ quái thì Diệp Hướng Vinh sẽ không vạch trần vết sẹo này. Sao xin lỗi bà xã, tôi nói sai rồi. Diệp Hướng Vinh ôm bả vai Khương Lam mà an ủi, nhưng còn chưa 2 phút thì đột nhiên có một cú điện thoại gọi đến từ bệnh viện. Diệp tiên sinh, qua kiểm tra của bệnh viện chúng tôi, phát hiện độ tương xứng gen giữa ông và tiểu thư Diệp Khuynh Thành đạt tới 99,5%. 99.851. Có nghĩa là cô gái trong video chính là con gái ruột của Diệp Hướng Vinh. Sao có thế? Thân thể Diệp Hướng Vinh chấn động. Khương Lam hỏi, làm sao vậy ông xã? Rất lâu sau đó Diệp Hướng Vinh mới tỉnh táo lại, nói, tôi lấy mấy sợi tóc của cô gái đó đi làm. Xét nghiệm ADN, kết quả giám định cô ấy là con gái của chúng ta. Cái gì?
thân thể Khương Lam cũng lắc lư, khó có thể tin nổi. Rõ ràng con gái của bọn họ đã chết non vào 25 năm trước, sau đó bọn họ lại sinh một đứa con trai, nhưng không sinh con gái nữa. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vợ chồng Diệp Thị cảm thấy rất khó hiểu. Có lẽ chỉ có Thanh Phong đạo trưởng của Long Hố Sơn mới biết đáp án của vấn đề này, tôi đến Long Hố Sơn hỏi một chút. Diệp Hướng Vinh nói. Tôi cũng đi với ông. Năm đó sau khi con gái bọn họ chết non, là bị một vị đạo trưởng của Long Hổ Sơn ôm đi, nói sẽ an táng đàng hoàng thay bọn họ. Long Hổ Sơn rất có danh tiếng ở tỉnh Giang Nam, hơn nữa vợ chồng Diệp Thị cũng sợ về sau nhìn thấy mộ bia của con gái mà thương tâm, vì thế liền đồng ý giao cho Thanh Phong đạo trưởng mang đi. Hiện giờ, việc kỳ quặc này chắc chắn có liên quan đến Thanh Phong đạo trưởng. Cùng ngày, vợ chồng Diệp Thị đã chạy tới Long Hổ Sơn, cũng xác thật tìm được Thanh Phong đạo trưởng, nhưng Thanh Phong đạo trưởng lại trả lời là ông ta cũng không biết. Diệp Hướng Vinh sốt ruột nói, Thanh Phong đạo trưởng, sao ông lại không biết chứ, lúc trước. Chính là ông ôm con gái của chúng tôi đi mà. Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu và nói, tôi chỉ làm theo lời dặn của Thiên Minh Tử Sư Thúc, tôi cũng giao cho thi thể của con gái các vị cho ông. Sao vậy xin hỏi, hiện tại Thiên Minh Tử đạo trưởng ở đâu, có thể để chúng tôi gặp mặt không? Trong lòng vợ chồng Diệp Hướng Vinh có quá nhiều nghi ngờ, có lẽ chỉ khi nhìn thấy Thiên Minh Tử Sư Thúc mà Thanh Phong đạo trưởng nhắc đến thì mới được giải đáp. Ai ngờ Thanh Phong đạo trưởng lại cười khố và nói, từ trước đến nay hành tung của Thiên Minh Tử Sư Thúc rất quỷ dị, lần trở về đạo quan trước đã là chuyện của 3 năm trước rồi. 3 năm trước, vợ chồng Diệp Thị lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ sợ không thể có được đáp án của chuyện này. Trong thời gian ngắn, trên đường trở về, Diệp Hướng Vinh thoải mái nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại ít nhất chúng ta đã xác định một việc, đó là Diệp Khuynh Thành là con gái của chúng ta. Đúng, hai mắt Khương Lam sáng ngời mà nói, vận mệnh thật biết trêu người, thì ra con gái của chúng ta vẫn luôn ở tỉnh Giang Nam, tôi muốn dẫn nó về Diệp gia đế đền bù tiếc nuối mấy năm nay. Giờ phút này, ở biệt thự Lục Nhân, Diệp Khuynh Thành còn chưa biết chuyện xảy ra ở Diệp gia. Cô đã tắm rửa xong. Mặc váy ngủ ren, lộ ra đôi chân dài tuyết trắng mịn màng, ngồi xếp bãng trên sofa mà xem tivi, thỉnh thoảng còn vặn vẹo cổ vài cái. Lục Vân thấy thế thì hỏi, làm sao vậy chị, cổ không thoải mái sao? Ừ, thường xuyên ngồi làm việc trên ghế nên cổ có hơi đau. Em giúp chị massage cho. Lục Vân nói xong thì ngồi vào sofa bên cạnh, dùng tay nghề chuyên nghiệp trợ giúp Diệp Khuynh Thành massage vai cổ, đồng thời trên ngón tay còn rót chân khí. Rất nhanh cảm giác đau nhức trên cổ Diệp Khuynh Thành đã biến mất. Bởi vì ngồi làm việc thời gian dài nên cô sinh ra đau nhức vùng vai cổ, đã bị nhiều năm rồi, trước kia mỗi lần đau đớn khó chịu đều là Lâm Thanh Đàn châm cứu massage giúp cô. Nhưng hiệu quả lại không tốt bằng Lục Vân, đó là vì Lâm Thanh Đàn không có chân khí. Ngày kế, vợ chồng Diệp Hướng Vinh đột nhiên đến thăm. Khi bọn họ be vào biệt thự Lục Nhân, Diệp Khuynh Thành, Lâm Thanh Đàn, Liễu Yên Nhi và cả Lục Vân đều ngây người, đặc biệt là khi nhìn thấy Khương Lam, mặt họ lại càng ngơ ra. Giống, thật sự quá giống. Ánh mắt họ quét qua quét lại gương mặt Khương Lam và Diệp Khuynh Thành, hai người thật sự như được đúc ra từ một khuôn. Giờ khách này, tất cả mọi người ý thức được điều gì đó. Quả nhiên, vào thời khắc vợ chồng Diệp, Hướng Vinh nói ra chân tướng, Diệp Khuynh Thành đã khóc không thành tiếng, thì ra gia đình của cô. Vốn là hào môn thế gia đỉnh cao của tỉnh Giang Nam, Diệp gia. Lúc mới nhìn thấy vợ chồng Diệp Hướng Vinh, trong lòng Diệp Khuynh Thành rất kháng cự, thái độ cũng rất lạnh nhạt. Bởi vì cô cho rằng sở dĩ mình đến viện mồ côi là do cha mẹ đã vứt bỏ cô từ nhỏ. Nếu thật là như vậy thì hoàn toàn không cần nhận nhau, không có khả năng nói 25 năm trước vứt bỏ cô, hiện tại thấy cô trưởng thành thì chạy. Tới nói họ là cha mẹ cô nhất định phải nhận lại họ. Diệp Khuynh Thành không rộng lượng như vậy. Không phải một câu xin lỗi đơn giản là có thể đền bù thời gian 25 năm. Nhưng khi Diệp Khuynh Thành nghe thấy chân tướng năm đó, không phải vợ chồng Diệp Hướng Vinh muốn vứt bỏ mình, mà cho rằng mình đã chết non, cho nên mới để người ta ôm đi, khúc mắc. Trong lòng cô nhanh chóng tan thành mây khói. Dù sao bọn họ cũng không phải cố ý, 25 năm qua họ cũng chịu đựng dày vò. Ba người ôm nhau khóc giống. Mà ba người Lục Vân, Lâm Thanh Đàn và Liễu Yên Nhi bên cạnh lại mang tâm tình phức tạp. Một mặt là mừng cho chị cả, mặt khác lại thương cảm,
bởi vì bọn họ đều là cô NS trong viện mồ côi Dương Quang, rất dễ nhìn cảnh sinh tình. Đặc biệt là Lục Vân, hẳn không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào. Hắn có 72 mạng lưới tin tức ám bộ, 2 phần. 3 thế lực trong đó phân bố ở nước ngoài, 1 phần 3 ở Long Quốc, muốn tra ra thân thế của mình và các chị cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng 5 năm trước, khi hẳn rời khỏi đạo quan, sư phụ lão đạo sĩ đã nói rõ với hẳn rằng nhất định phải để vấn đề về thân thế thuận theo ý trời. Hàm ý còn không phải bảo Lục Vân đừng chủ động đi tra xét, lúc nào tới, tự nhiên sẽ có. Đáp án hay sao? Bản quyền ó lẽ hẳn và các chị cùng xuất hiện ở viện mồ côi Dương Quang căn bản không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý làm vậy, mục đích là để hẳn sinh ra liên hệ chặt chẽ với họ. Đây là điều mà Lục Vân phỏng đoán ra căn cứ vào một số chuyện xảy ra gần đây và đôi câu vài. Lời lão đạo sĩ từng nói. Càng nghĩ càng thấy ớn. Mà làm Lục Vân tò mò là, rốt cuộc lão đạo sĩ sắm vai nhân vật gì trong ván cờ này? Thiên Minh Tử mà vừa rồi vợ chồng Diệp Thị nhắc tới lại có quan hệ gì với ông ta? Thật là làm người ta khó hiểu. Sao cậu tên là Lục Vân đúng không? Trong lúc Lục Vân trầm tư, giọng nói của Diệp Hướng Vinh bỗng làm hẳn bừng tỉnh, không biết cậu có tiện ra ngoài nói chuyện riêng với tôi một chút không? Lục Vân gật gật đầu. Hai người đi ra bên ngoài biệt thự, Diệp Hướng Vinh yên lặng nhìn Lục Vân một hồi, sau đó nói, đầu tiên, tôi rất cảm ơn cậu đã thay chúng tôi chiếu cố Khuynh Thành, nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của Diệp gia thì tôi nhất định sẽ thỏa mãn cho. Cậu, bác trai, thật ra, cậu nghe tôi nói hết đất. Lục Vân vừa định nói mình chiếu cố chị Khuynh Thành là điều đương nhiên, nhưng còn chưa nói xong đã bị Diệp Hướng Vinh cắt ngang, trong mắt hắn lập tức hiện ra chút không vui. Diệp Hướng Vinh này cũng rất bá đạo. Một lát sau, chỉ nghe Diệp Hướng Vinh tiếp tục nói, tiếp theo, tôi không hy vọng tiếp tục nhìn thấy cậu có dây dưa gì với Khuynh Thành nữa. 20 năm qua chúng tôi luôn mắc nợ Khuynh Thành, vì vậy chúng tôi sẽ đưa Khuynh Thành về. Diệp ra để bù đắp, sau này... Chúng tôi cũng sẽ giúp con bé tìm được một người chồng môn đăng hộ đối. Lục Vân, tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi. Sau khi Diệp Hướng Vinh nói xong, ông nhìn thẳng vào Lục Vân, trong ánh me mơ hồ có cảm. Giác uy hiếp. Ông vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như vậy, nếu không hai người bọn họ đã không thể tay trong tay thân mật rời khỏi khách sạn ngày hôm đó. Hơn nữa, khi Lục Vân cống Diệp Khuynh Thành vào khách sạn ngày hôm đó, rõ ràng con bé đang trong trạng thái choáng váng. Diệp Hướng Vinh không tin Lục Vân lại nghiêm túc như vậy, cậu ta không làm gì trong phòng. Diệp Hướng Vinh không muốn lo lắng về những điều này nữa, chỉ cần Lục Vân không quấy rầy Diệp Khuynh Thành nữa là được. Bầu không khí yên lặng. Một lúc sau, Lục Vân bỗng nhiên cười khẽ nói, Diệp Hướng Vinh, bởi vì tôi với Khuynh Thành là chị em nên tôi mới gọi ông là bác trai. Nếu như ông không phải là bố của chị ấy thì ông có biết thái độ vừa rồi của tôi đối với ông sẽ như thế nào? Không. Ánh mắt của Diệp Hướng Vinh đột nhiên đóng băng. Lục Vân tiếp tục bình tĩnh nói, ông hãy nhớ kỹ, mối quan hệ giữa tôi và chị Khuynh Thành có phát triển đến mức nào cũng không cần ông phải quan tâm. Lần sau, nếu như tôi còn nghe được những lời như vậy thì cho dù ông có là bố đẻ của chị ấy đi nữa thì tôi cũng sẽ đánh ông. Nói xong, Hần xoay người quay trở lại phòng khách. Lúc này, Lục Vân trông vô cùng oai phong khiến cho ông, người đứng đầu Diệp gia cũng suýt bị lừa. Rốt cuộc đứa trẻ này tự tin đến mức nào chứ? Tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng ông lại cụp, mắt xuống, khi nhìn bóng lưng Lục Vân, trong lòng ông thầm nghĩ, thằng nhóc này mới hơn 20, có thể làm gì được chứ? Ông đoán chỉ là trò lừa bịp mà thôi đúng, nhất định là như vậy. Sắc mặt Diệp Hướng Vinh hơi thay đổi, ông quay trở lại phòng khách. Trong khi Diệp Hướng Vinh đang nói chuyện với Lục Vân, Khương Lam cũng nói chuyện với Diệp Khuynh Thành ở trong phòng. Nói chung là muốn Diệp Khuynh Thành từ bỏ cuộc sống hiện tại và trở về Diệp gia. Thế nhưng thái độ của Diệp Khuynh Thành cũng rất kiên định, cô nói với Khương Lam, nếu như mọi người nhận lại con gái thì con rất vui nhưng nếu muốn con từ bỏ cuộc sống hiện tại thì tuyệt đối không thể. Hiện tại con có 6 người em gái và cả tiểu Lục Vân nữa nên con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vì thế, con không muốn nghe về đề tài này nữa. Cuối cùng, cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc. Diệp Hướng Vinh thở dài nói, có lẽ là chúng ta quá nóng vội. Mới vừa gặp mặt nhau ngày đầu tiên thôi, trước tiên phải đưa được Khuynh Thành trở về Diệp gia đã.
Khương Lam gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng con bé có thể hiểu được ý tốt của chúng ta. Khi hai người chuẩn bị rời đi, Khương Lam gọi Lục Vân sang một bên và nói, nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Khuynh Thành thì hãy khuyên con bé trở về Diệp gia, để con bé được trở về nhà của mình. Thế nhưng Lục Vân lại liếc nhìn bà rồi nói, không phiền đến bà đâu, tôi sẽ chăm sóc cho chị Khuynh Thành thật tốt. Chăm sóc, cậu định chăm sóc thế nào? Diệp, gia chúng tôi có thể mang lại cho Khuynh Thành một cuộc sống tốt nhất, còn cậu có đủ khả năng không? Khương Lam chất vấn ngược lại. Bà cho rằng việc Diệp Khuynh Thành không muốn quay lại Diệp gia rất có thể là thằng nhãi đang đứng trước mặt bà, vì thế bà trút mọi phiền muộn trong lòng mình lên Lục Vân. Lục Vân vẫn giữ sự bình tĩnh cho đến khi Khương Lam trút giận xong, hắn mới nói, Diệp gia có thể cho chị Khuynh Thành cái gì thì tôi cũng có thể cho chị ấy cái đó, nhưng cái tôi có thể cho thì cho dù có 1000 Diệp gia cũng không mua được. Đồ kiêu ngạo. Khương Lam cười lạnh nói, cậu hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay của mình. Để tôi xem cậu làm gì để có thể cho Khuynh Thành một cuộc sống tốt nhất. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, thời gian sẽ cho cậu biết mình đang mơ. Cuối cùng, Diệp gia tức giận rời khỏi biệt thự của Lục Vân, tuy bọn họ rất vui khi nhìn thấy con gái mình nhưng bọn họ thực sự không biết làm sao với cái người tên Lục Vân này. Hắn nói những lời ngông cường và cư xử đầy tự tin, thoạt nhìn hẳn là loại đàn ông không có năng lực và chỉ biết giở trò. Tôi thực sự không hiểu Khuynh Thành nghĩ gì mà lại yêu một người đàn ông như vậy. Sau này khi trái tim tan vỡ, con bé sẽ biết ai là người tốt với mình, Khương Lam ngồi trong xe chán nản nói. Diệp Hướng Vinh cười nói, dù sao thì bọn chúng cũng lớn lên cùng nhau ở cô nhỉ viện cho nên nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ nguyên nhân chính có lẽ là Khuynh Thành chưa gặp được người đàn ông tốt hơn. Đúng vậy, Khương Lam đột nhiên vỗ trán nói, thắng. Nhóe gạch dưới U Dương gia sắp du học trở về rồi, đúng lúc tìm cơ hội để Khuynh Thành làm quen. Hai vợ chồng cùng nhau tính toán và cảm thấy chắc chắn vấn đề là ở đây. Hiện tại, Diệp Khuynh Thành không biết nên vui hay nên buồn. Liễu Yên Nhi trợn tròn mắt, cô bước lên trước và quàng tay qua cổ Diệp Khuynh Thành rồi nói, chị cả, việc gì phải phiền não chứ? Cho dù chị có quyết định như thế nào thì chúng ta vẫn mãi là chị em tốt của nhau và Tiểu Lục Vân vẫn sẽ mãi yêu thương chị. Lâm Thanh Đàn cũng nói, đúng vậy, chị cả, chị đừng buồn. Em có một đề nghị thế này, tối nay chúng ta nên tới quán bar của em ba chơi thật vui vẻ, không say không về. Được, không say không về. Khi bốn người cùng nhau đến quán bar Dạ Sắc, bầu không khí của quán bar trở nên náo nhiệt hơn hẳn vì cả ba cô gái trông quá xinh đẹp. Bọn họ giống như tiên nữ giáng trần. Liễu Yên Nhi còn mạnh dạn nói với mọi người trong quán bar, mọi người muốn uống bao nhiêu tùy thích, tôi sẽ thanh toán tất cả chi phí cho đồ uống tối nay. Nữ vương Dạ Sắc vạn tuyết, nữ vương Dạ Sắc vạn tuyết. Nữ vương Dạ Sắc, tôi muốn quỳ xuống liếm giày cao gót của ngài được không? Bầu không khí của quán bar lập tức đạt đến đỉnh điểm, tất cả những rắc rối và muộn phiền đều bị cuốn trôi. Sau khi uống một hồi, hai má Diệp Khuynh Thành đỏ lên vì say. Cô nhìn thẳng Lục Vân nói. Tiếu Lục Vân, có thể nhảy với chị không? Lục Vân cười nói, muốn cầu mà không được. Thế là hai người đi đến giữa sàn nhảy, Diệp Khuynh Thành chủ động nhào vào lồng ngực Lục Vân và nhẹ nhàng đung đưa thân thể mềm mại, bước chân loạn xạ giảm lên mu bàn chân của Lục Vân, còn Lục Vân không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ôm chị Khuynh Thành. Đêm nay, bốn người đều uống đến say mềm. Cuối cùng là cả bốn ôm nhau ngủ tại phòng riêng trên lầu 2 của quán bar. Lục Vân vốn ngàn chén không say, chỉ cần vận dụng chân khí tức là có thể đánh tan hết rượu cồn trong người. Nhưng giờ hắn không làm vậy, mà lựa chọn không say không về cùng các chị gái. Nhưng Lục Vân là người tu luyện, chỉ thể chất tự nhiên thôi cũng mạnh hơn các chị gái, cho nên ngày hôm sau hắn là người đầu tiên tỉnh dậy. Vừa mở mắt, hắn đã thấy một bàn chân trắng nõn gác lên mặt mình. Chị Yên Nhi, tư thế ngủ của chị thật bá đạo mà. Lục Vân nhẹ nhàng lấy bàn chân của Liễu Yên Nhi xuống khỏi mặt mình, đứng dậy rời khỏi phòng riêng. Lục Vân ngồi chờ ở lầu một hồi, chuẩn bị đợi các. Chị tỉnh lại, thế nhưng các chị chưa tỉnh, Hà đã nhận được một cuộc điện thoại của Lôi Áo. Số gọi đến là Lôi Áo, nhưng giọng nói không phải. Mày là võ giả giết chết sư đệ Trần An của tao đúng không? Tao cho mày 15 phút, đến ngay Lôi ra. Nếu không thì đợi đến nhặt xác cho con chó lớn trung thành này của mày đi. Giọng nói hung ác nham hiểm cất lời, nói xong liền cúp máy.
Ánh mắt Lục Vân trầm xuống, không nói hai lời liền chạy khỏi quán ba Dạ Sắc, thẳng tiến đến Lôi Gia. Mặc dù Lôi Áo là thành viên của thế lực ngầm, nhưng trong khoảng thời gian này ông ta đã giúp mình rất nhiều. Hôm nay ông ta gặp nạn, Lục Vân không thể nào mặc kệ được. Huống chỉ, phiền phức này do hẳn gây ra. Căn bản không cần 15 phút. Lúc Lục Vân chạy tới Lôi Gia, không thấy ai khác, chỉ có. Một mình Lôi Áo đang nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thổ huyết. Lục Vân lập tức tiến lên châm cứu cầm máu cho ông ta. Lôi Áo ho khan nói ra, thật có lỗi, thần quân điện hạ, tôi thật sự chống đỡ không nổi nữa mới gọi điện cho ngài. Ông nói cái gì vậy, nếu ông đã gọi tôi một tiếng điện hạ thì ông chính là người của Lục Vân tôi, người dám khi dễ ông không khác nào đánh vào mặt Lục Vân tôi, hơn nữa, bọn chúng là nhằm vào tôi mà đến. Những lời này lại làm cho Lôi Áo thật cảm động. Kỳ thật, theo lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Vân Thiên Thần Quân thời điểm, Lôi Áo sẽ đem tư thái của mình để vô cùng thấp, ông ta cảm thấy, mình ở trước mặt Vân Thiên Thần Quân chính là một con sâu con kiến nhỏ nhoi. Quan trọng nhất là, Lôi Áo chỉ là thế lực ngầm, mặc dù ông ta đang có quyền khống chế tuyệt đối Giang Thành, nhưng là danh tiếng truyền đi không tốt lắm. Mà Vân Thiên Thần Quân là anh hùng của cả nước, là một tồn tại được hàng vạn người tôn kính. Lôi Áo cảm thấy mình không xứng trở thành thủ hạ của Vân Thiên Thần Quân, nếu như không phải lúc trước đã đáp ứng yêu cầu của anh trai mình, ông ta cũng không dám kiên trì đi quấy rầy Vân Thiên Thần Quân. Cho đến hôm nay, ông ta đột nhiên bị ba tên võ giả tập kích, vốn cho rằng Vân Thiên Thần Quân sẽ không quan tâm đến sống hay chết mình. Nhưng sự thật chứng minh, ông ta sai rồi. Vân Thiên Thần Quân không chỉ đã đến, mà ngài ấy còn nói cho ông ta biết, ông là người của ngài ấy, có người khi dễ. Ông, chính là đánh vào mặt của ngài. Lôi Áo nghe được câu này, làm sao có thể không cảm động. Tất cả thương tổn ông phải chịu hôm nay, tất cả đều trở nên đáng giá. Lôi Áo rơi lệ đầy mặt, nói, điện hạ cẩn thận. Bọn hẳn tổng cộng có 3 người, có lẽ đã mai phục ở gần đây này. Lục Vân nhẹ gật đầu, tôi biết rồi. Hắn cũng vừa cảm nhận được, xung quanh có 3 đạo. Khí tức lạnh lão đang tập trung vào mình, nhưng là hắn không sợ chút nào, không nhanh không chậm cầm máu cho. Lôi Áo xong hắn mới đứng lên nói, tôi đã đến rồi, các người còn chờ cái gì nữa. Vèo, vèo, vèo. Lục Vân vừa dứt lời, chỉ nghe thấy 3 tiếng xé gió vang lên. 3 gã đàn ông sắc mặt tái nhợt lao từ trên mái hiên xuống. Bọn hắn đánh giá Lục Vân, nghi ngờ nói, mày chính là hung thủ giết chết Trần An. L sao? Biết rõ còn cố hỏi. Vẻ mặt Lục Vân bình tĩnh quét qua 3 người, lát sau, khóe miệng bỗng nhiên dương lên nói, thú vị, thì ra 3 người tới đưa thêm nguyên liệu chế thuốc cho tôi. Từ trên cơ thể của 3 người này, hẳn cảm nhận được khí tức cùng loại với con rết 7 màu, nếu như ha đoán không lầm. Đây là bò cạp, cóc và thạch sùng. Cộng thêm rắn và rết nữa liền gom đủ ngũ độc. Mặc dù ngũ độc là độc vật, nhưng sau khi trải qua phương pháp bào chế đặc thù cũng có thể biến thành một phương thuốc trị bệnh cứu người. Cho nên 3 người bọn họ đang vội tới đưa thêm tài nguyên cho mình đấy sao? Nhưng mà 3 người vừa nghe thấy lời của Lục Vân liền giận tím mặt, gần như đồng thời nhảy dựng, phun khói độc về phía Lục Vân. Thân hình Lục Vân lóe lên. Nhanh chóng chế trụ bả vai của Lôi Áo, chuyển ông ta qua khu vực an toàn, sau đó một mình lướt lên, tiến thẳng vào trong mảnh khói độc màu xanh lá. Tìm chết! 3 người kia thấy vậy thì cười lạnh. Đám sương mù độc này là do sư phụ của bọn hẳn, Xà Hạt lão nhân, phí hết vài chục năm tâm huyết để chế tác thành, cho dù là cường giả tông sư, không phóng thích hộ thể cương cháo thì chỉ cần hít vào một ít thôi, sẽ không thể nào tránh khỏi cái chết được, trừ khi có được thuốc giải. Lục Vân này còn chủ động đi vào bên trong làn xương độc, khác nào tự tìm đường chết chứ. Tên này ngu ngốc thật, làm sao tên này có thể giết chết Trần An sư đệ vậy? Đoán chừng là do sư đệ khinh địch, dù sao có ai ngờ được, ở cái giang thành nhỏ nhoi này lại có một vị võ giả. Chắc là vậy rồi, coi như chúng ta đã thay Trần An sư đệ báo thù, nhớ kỹ sư phụ đã nói muốn bắt sống tên này về, canh chuẩn thời gian, đừng để hắn ở trong xương độc quá lâu. Đã giỏi. 3 người đã bắt đầu thương lượng hết mọi chuyện, thấy thời gian đã lâu, bọn chúng liền đánh tan làn xương độc, thế nhưng một màn xảy ra kế tiếp đã làm đồng tử của bọn chúng kịch liệt co lại. Chỉ thấy sau khi màn xương màu xanh lá kia tản ra, thân ảnh của Lục Vân cũng mơ hồ hiện rõ,
nhưng mà hắn không nắm gục trên mặt đất như bọn chúng dự tính, mà là đứng chắp tay ở trong đó. Tôi còn tưởng rằng đám tiểu yêu quái các người sẽ có thủ đoạn gì rất cao minh chứ, không ngờ chỉ có cỡ này, thật là làm tôi quá thất vọng rồi. Lục Vân vừa cười vừa nói. Chỉ có cỡ này. Sắc mặt ba người trầm xuống, thầm nghĩ mày mới là yêu quái đó, rõ ràng đứng trong động này giờ mà không chết. Ba người nhìn thấy Lục Vân ở trong xương độc do sư, phụ của mình bào chế lâu như vậy mà vẫn hoàn toàn bình an vô sự thì không khỏi sợ hãi đến nỗi tái xanh mặt mày. Chẳng lẽ các hạ là hóa cảnh tông sư sao? Bọn họ kinh hồn bạt vía ú ớ hỏi câu này. Bọn họ hỏi vậy là bởi vì, chỉ khi tu luyện đạt tới trình độ hóa cảnh tông sư mới có khả năng dồn nội lực từ bên trong để đánh ra ngoài, không những thế những người đạt tới trình độ đó còn có thể tự tạo cho mình một lá chắn bảo vệ quanh mình. Như vậy có thể dễ dàng ngăn cản xương độc thâm nhập. Và nếu thực sự Lục Vân là hóa cảnh tông sư thì sư đệ của bọn họ không chết mới lạ ấy. Thế mà Lục Vân bên này sau khi nghe mấy lời đó của bọn họ thì chỉ nhẹ nhàng thổ ra một câu. Trình độ hóa cảnh tông sư khi đứng trước mặt tôi thì chẳng khác nào một hạt bụi. Hít tương đương, ba người họ hít một hơi lạnh cố trấn áp bản thân. Bởi vì chỉ đơn cử tới hóa cảnh tông sư thôi cũng đã là một cường giả mà bọn họ không thể với kịp rồi. Thế mà trong miệng của người thanh niên này, trình độ đó chỉ là rác rưởi bụi bặm thôi. Hắn là đang quá mức kiêu ngạo hay thực sự có năng lực mới dám nói ra điều đó đây? Ba người họ đều sửng sốt vô cùng. Nhưng đúng lúc đó, họ đột nhiên nghe thấy Lục Vân hét lên. Lại đây! Chỉ thấy Lục Vân giơ một cánh tay về phía trước. Năm ngón tay trong không trung khấu xuống một cái, một trong ba người họ lập tức bị một lồng sức mạnh vô hình nhấc bổng lên, chỉ một giây tiếp theo liền bị hút vào trong tay Lục Vân. Tu luyện giả. Ba người họ mặt mũi tái mét, đến giờ cuối cùng cũng nhận ra người thanh niên trước mặt mình đáng sợ đến mức. Nào, khó trách ngay cả bậc tông sư trong võ đạo cũng chẳng là cái đỉnh gì trong mắt hẳn. Mau chạy đi, tôi sẽ ở đây cầm chân ha. Cái tên bị Lục Vân bóp cổ biết mình không còn đường lui nữa rồi, chỉ biết căng mắt há mồm ra gào lớn để cho hai người kia chạy đi. Còn hắn ta thì tự căn lưỡi của mình đến chết, ngay khi hơi thở vừa dứt, ngay lập tức từ trong ngực anh ta nhảy bổ ra một con cóc độc. Vì Lục Vân đã nâng anh ta lên không trung cao quá đầu mình cho nên ngực của người này ở vị trí ngay thẳng với mặt Lục Vân. Chính vì vậy khi con cóc kia vừa chui ra thì đã phun ngay một ngụm nọc độc vào mặt hắn. Sắc sắc, Lục Vân vặn cổ người đàn ông kia và nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị nọc độc của con cóc phun ra bản vào mặt, vùng mặt bị dính chất độc bắt đầu cảm thấy đau rát thốn cùng. Nhưng đối với Lục Vân mà nói, ngay cả cái xương độc đặc chế của xà hạt lão nhân kia làm ra cũng chẳng đủ đô với hắn, uống hồ là độc của con cóc nhỏ này. Ngay khi trúng độc, chân khí trong cơ thể hẳn lưu chuyển, trong nháy mắt thiêu đốt nọc độc, sau đó một lá bùa phun ra, lập tức bắt trói con cóc đó. Cả quá trình bắt lại cũng chỉ tốn một tí thời gian bãng với một lần hít thở mà thôi. Nhìn hai người đang chạy trốn kia, trách cũng chạy được. Không tới 20 mét rồi, Lục Vân búng ngón tay một cái, một lồng chân khí lao đến sau đó cơ thể của một người trong hai người họ bị xuyên thủng. Lần này cũng giống như người trước, sau khi ngã xuống, cơ thể của tên đó lại nhảy ra một con vật mang tính độc cực mạnh, đó chính là một con bọ cạp độc, nhưng dù vậy nó vẫn phải bị hắn bắt lại một cách dễ dàng. Chỉ còn lại người cuối cùng. Lục Vân đầu tiên đánh cho tay chân anh ta tàn phế sau đó buộc anh ta phải khai ra nơi ở của sư phụ mình, hắn tính giải quyết triệt để lão ta để tránh hậu họa về sau. Tên cuối cùng này mới đầu cũng cứng mồm cứng miệng lắm, moi móc thế nào cũng không chịu khai ra sư phụ mình ở chỗ nào, thế mà kết quả chưa đầy nửa phút sau, anh A đã quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ, cầu xin Lục Vân cho. Anh ta được chết đi, coi như một sự giải thoát. Cơ thể của anh ta lúc này trắng chịt những kim châm do Lục Vân ghim lên. Sau khi có được câu trả lời mình muốn, Lục Vân đã đập nát đầu tên đó bằng lòng bàn tay của mình, đó chính là sự giải thoát mà anh ta muốn. Cho đến giờ phút này, bốn đệ tử của xà hạt lão nhân, bao gồm cả tên Trần An kia đều đã chết, và đương nhiên bốn loại độc dược mà lão ta cẩn thận tu luyện cũng đã bị hắn đầu tiên là đập chết, sau đó làm giảm lượng độc tố bên trong, rồi phơi nắng. Sau đó nghiền thành bột thuốc. Coi như cho chúng nó được làm trọn gói mọi dịch vụ luôn. Cùng lúc đó, bên bờ sông Giang Hoài ở sâu trong một hang động lạnh lẽo và ẩm ướt, xà hạc lão nhân liên tiếp phun ra ba ngụm máu đặc sệt, ông ta tức giận há miệng gầm lên.
Tên ô e con kia, lão phu nhất định phải đích thân rút từng khúc xương của mày, sau đó móc mắt mày ra nấu thành một nồi canh lớn ăn. Lão ta tức giận ngùn ngụt, lửa giận ngập trời, cay cú đến muốn hộc máu. Còn con mãng xà lớn quấn quanh người lão ta lúc này. Hình như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ cuồn cuộn của xà hạt lão nhân nên nó cũng điên cuồng nhả ra nuốt vào chiếc lưỡi đỏ thắm của mình, sau đó nó nhập thân với xà hạt lão nhân bằng một tốc độ siêu nhanh vượt quá mức bình thường. Ước chừng nửa canh giờ sau, xà hạt lão nhân đứng dậy, phất tay một cái chỉ thấy xung quanh hang động có vô số bọ cạp, rằn độc cùng đủ loại con vật mang tính độc lần lượt lao về phía lão ta, giây tiếp theo, bọn chúng bị đánh tan thành. Một làn xương máu, sau đó bị xà hạt lão nhân hấp thu hoàn toàn. Cùng lúc đó, bên ngoài hang động, một nhóm người đều là những người có thân thủ phi thường đang tìm kiếm thứ gì đó. Người đứng đầu là một người phụ nữ, mày đẹp mắt sáng. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn của một người phụ nữ hiện giờ, các đường nét trên mặt của đều thanh tú cứ ngỡ như được vẽ ra bởi một cây cọ ma thuật. Bóng dáng yêu kiều cao gầy cân đối, cơ thể cô là cơ thể có tỷ lệ hoàng kim. Chỉ cần cô đứng ở nơi nào thì nơi đó đính là nơi có khung cảnh tuyệt đẹp nhất thế gian này. Không chỉ vậy, khí chất của người phụ nữ này cũng không phải kiểu yếu đuối nhu nhược như những cô gái bình thường, mà nó mang một theo một khí thế anh hùng kỳ lạ. Giống như chiến binh Valkyrie trong những trận chiến cổ xưa. Bộ dạng của cô ấy thật sự oai hùng hiên ngang. Đây là một loại khí chất khiến đàn ông vô cùng ngưỡng mộ và sỉ mê. Kiểu như nếu ai có thể chinh phục được một cô gái như vậy, thì đó chắc chắn là một điều đáng để khoe khoang cả đời. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều không có can đảm đó. Bởi vì người phụ nữ đầy khí chất này chính thủ lĩnh của họ, cô là minh chủ của căn cứ võ minh khu vực Hoa Trung, cô tên Lạc Ly. Nói thật là từ tận đáy lòng, bọn họ thích được gọi cô là Lạc Tiên Tử hơn. Quay lại chủ đề chính, lần này mấy người họ đến sông Giang Hoài này là để lần bắt xà hạt lão nhân. Lão ta đã làm vô số tội ác, thường xuyên dùng máu thịt của một số người dân vô tội quanh đây đến làm mồi nuôi mấy con vật độc của mình, cho nên lão ta đã sớm được liệt vào danh sách tội phạm truy nã nguy hiểm khẩn cấp của bọn họ. Minh chủ, nơi đây đâu đâu cũng ám mùi máu tươi nồng, nếu tôi đoán không nhầm thì lão già đó chắc chắn ở gần đây thôi. Một thuộc hạ đi đến báo cáo. Lạc Ly gật đầu, cẩn thận hành động, lão xà hạt này là kẻ vô cùng âm độc, nhất định đừng để rơi vào bẫy của lão. Giỏi. Bù. Đúng lúc đó, đột nhiên có một chiếc xe đạp cổ phóng như bay xuất hiện trong tầm me của bọn họ, người thanh niên đạp xe đó đang tiến về phía mấy người đang đứng. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lạc Ly quay đầu lại nói với thành viên trong bang hội và phân phó. Đi ngăn người thanh niên kia lại, đừng để hắn đạp tới đây. Tuân lệnh. Một khi bọn họ đã nhắm chắc xà hạt lão nhân cư trú ở gần đây thì xác định lát nữa sẽ không tránh khỏi một cuộc đại chiến, vì vậy nếu như lúc này người thanh niên kia cứ thế xông tới, thì rất có thể sẽ không giữ được mạng. Người có thể cưỡi xe đạp với phong cách như vậy trừ Lục Vân ra thì còn có thể là ai? Thật ra từ đằng xa hắn cũng đã thấy nhóm người này, cho nên đã hạ tốc độ xe đạp xuống, chỉ chạy với vận tốc bình thường mà thôi. Tới gần hắn lại nhìn không được giật mình, cô gái kia trông thật quen mặt, y như chị Bảy Lạc Ly mà mình đã từng nhìn thấy trên bức ảnh trong nhà cụ Ngô. Lại gần chút quan sát, chúng phốc, đâu phải giống, căn bản là một người, trừ phi trên thế giới này có hai cô gái giống nhau y như đúc. Hắn không thể tin được lại có thể gặp được chị Bảy ở bờ sông Giang Hoài. Lục Vân rất kích động, đang chuẩn bị cưỡi xe đạp qua dọa cô một cái, kết quả còn chưa chạy đến thì đã bị hai người đàn ông mặt lạnh tanh ngăn cản. Thành viên võ minh đang làm việc ở phía trước, không muốn chết thì mau rời đi. Hai người nghiêm túc nói. Võ minh. Lục Vân càng kinh ngạc, vậy chẳng phải là nói chị Bảy là thành viên của võ minh. Chị Bảy, thật không hổ là chị. Lục Vân cực kỳ vui mừng. Khi còn nhỏ chị Bảy là nghịch ngợm nhất. Tuy rằng là con gái, nhưng tính cách rất dữ dội, hầu như tất cả con trai trong viện mồ côi đều từng bị cô đè ngã xuống đất, Tiểu Lục. Vân cũng không ngoại lệ. Khác nhau chính là, mấy đứa con trai khác đều úp mặt xuống đất, chỉ có Tiểu Lục Vân là ngưỡng mặt lên trời. Cho nên lúc ấy trong hai người bị phạt đứng nhiều nhất ở viện mồ côi có một người là chị Bảy Lạc Ly, người còn lại thì không cần bàn cãi nhiều, đương nhiên là Vương Cương mang đầy ý xấu kia. Mà chỉ cần bọn họ cùng bị phạt đứng, thời gian Lạc Ly bị phạt nhất định sẽ lâu hơn Vương Cương, bởi vì đứng được. Giữa chừng thì Vương Cương lại bị cô đánh cho mếu máo.
khóc. Đương nhiên đó chỉ là chuyện khi còn nhỏ. Hiện giờ làm Lục Vân cảm thấy vui mừng chính là, chị Bảy đã trở thành thành viên võ minh, hơn nữa nhìn dáng vẻ cô chỉ huy thì có vẻ thân phận cũng không thấp. Thật sự được như ý nguyện, trở thành một nữ võ thần oai hùng hiên ngang. Nhãi danh, không nghe thấy chúng tôi nói gì à, phía trước cấm đi qua, còn thất thần làm gì? Hai người đàn ông mặt lạnh thấy Lục Vân ngơ ra thì lên tiếng khiển trách hẳn mau rời đi. Lục Vân tỉnh táo lại, cười cười và nói, hai ông anh, tôi đi ngay, nhưng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút không, nói cho tôi biết mỹ nữ giống như tiên nữ kia là ai. Ban đầu hai người thấy Lục Vân rong rong dài dài còn rất khó chịu, nhưng nghe Hà nói vậy lại không nhịn được lộ. Ra vài phần tự hào, họ nói, đó là Lạc Tiên Tử, minh chủ căn cứ khu Hoa Trung của võ minh chúng tôi. Lạc Tiên Tử là nữ thần của bọn họ, Lục Vân khen nữ thần giống như tiên nữ thì đương nhiên bọn họ rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh bọn họ lại nghiêm túc mà nói, ngay cả thành viên trong võ minh cũng không dám có ý khinh nhờn nữ thần như Lạc Tiên Tử, một người bình thường như cậu nhìn lên là được, nhanh rời đi đi. Được thôi, Lục Vân cũng không làm khó xử hai người, hẳn đẩy xe đạp về một hướng khác, tâm tình lại rất tốt. Lạc Minh Chủ, Lạc Tiên Tử. Ha ha. Ai bảo khi còn nhỏ chị cứ thích ân em xuống đất mà cọ sát, lần này bổn vương nhất định phải trả thù chị. Lục Vân không cưỡi xe đạp rời đi, mà là vòng qua hướng khác của ngọn núi, vèo một tiếng trực tiếp nhảy tới đỉnh núi, sau đó nhàn nhã ngồi xuống xem diễn. Âm vang. Phía dưới đã bùng nổ đại chiến, hiển nhiên là người của võ minh đã tìm được chỗ ẩn thân của Xà Hạt lão nhân. Cuộc chiến rất kịch liệt, rất xuất sắc, Lục Vân xem cũng đã ghiền. Đương nhiên không phải chỉ chiến đấu đã ghiền, mà là khi chị Bảy và Xà Hạt lão nhân giao thủ, dáng người xinh đẹp. Động lòng người kia thật là tràn ngập mỹ cảm vô hạn trong mỗi một đường quyền mỗi một cú đá. Phanh, phanh, phanh. Lại là một lượt giao chiến mãnh liệt, dây buộc tóc của Lạc Ly bị Xà Hạt lão nhân ke đứt, mái tóc dài như thác nước. Lập tức chút xuống, lộ ra vài phần phong tình động lòng người trong vẻ hiên ngang của cô. Minh chủ. Xà Hạt lão nhân này đã đột phá đến hóa cảnh rồi, thật quá lợi hại, nếu không chúng ta trở về thỉnh cầu tiếp viện đi. Có thành viên đề nghị nói. Bọn họ và Xà Hạt lão nhân giao thủ một hồi mới phát hiện đánh không lại. Bởi vì căn cứ vào tình báo trước kia, tu vi của Xà Hạt lão nhân chỉ ở bán bộ hóa cảnh, cho nên hị chỉ dẫn theo vài người đến đây. Nhưng hiện tại rõ ràng đối phương đã đạt tới tu vi hóa cảnh. Thật ra nếu bọn họ có thể đến sớm một ngày thì có thể nhẹ nhàng bắt lấy Xà Hạt lão nhân, nhưng không nghĩ tới không lâu trước đó lão ta đã đột phá. Tất cả mọi chuyện đều là do Lục Vân, nếu không phải hắn chém giết ba đồ đệ của Xà Hạt lão nhân thì tiềm năng của lão sẽ không bị kích phát nhanh như vậy, tất nhiên cũng không đột phá đến tu vi hóa cảnh nhanh như vậy. Chuyện này liên quan tới vấn đề hai phe phái tu võ giả. Tu võ giả chính thống không chỉ tu cảnh giới ngoại tại, còn có tâm cảnh. Cho nên khi đột phá cần giữ tâm bình khí hòa, bị quấy nhiễu một chút cũng có khả năng dẫn tới tâm cảnh bất ổn. Mà tu võ giả chuyên tu tà môn ma đạo giống như Xà Hạt lão nhân thì tương đối đặc thù, khi bọn họ bị ngoại giới kích thích thì càng có khả năng bùng nổ tiềm năng, gia tốc. Đột phá, đó là vì bọn họ không cần tu luyện tâm cảnh, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần trực tiếp tăng lên tu vi là được. Tu võ giả như thế, tu luyện giả cũng là như thế. Giờ phút này đối mặt với Xà Hạt lão nhân đã đột phá tu vi hóa cảnh, tiểu đội võ minh đã cảm thấy quá sức. Trong bọn họ chỉ có minh chủ là tông sư hóa cảnh, miễn cưỡng có thể đánh một trận với Xà Hạt lão nhân, nhưng lão ta thật sự quá âm hiểm, trên vai còn mọc ra một cái đầu mãng xà, thật sự khó chơi. Nghe đội viên nói muốn đi về gọi tiếp viện, Lạc Ly lại lắc đầu và nói, không được, chờ gọi viện binh tới thì Xà Hạt lão nhân đã sớm chạy trốn tới nơi khác. Đến lúc đó không biết lại hại chết bao nhiêu người vô tội. Cô đột nhiên cắn chặt răng, uốn éo eo thon, lại va chạm sáp lá cả với Xà Hạt lão nhân. Lần này Lạc Ly muốn đập nồi dìm thuyền, chỉ công không thủ, tuy rằng đâm trúng Xà Hạt lão nhân hai kiếm, nhưng cũng để lộ nhược điểm của mình dưới răng nọc mãng xà. Bình thường mãng xà không có độc, nhưng con này thì khác, nó có kịch độc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.